Chiến thần bất bại. Tiêu Chính Văn. Chương 821, tấn công núi Thất Long, giết Xích Diệp. Tiêu Chính Văn ở Giang Trung xa xôi, đương nhiên không hề hay biết, vừa nãy bốn gia tộc lớn đã kết thành liên minh. Bốn vị gia chủ, bốn vị bán bộ thiên vương, chuẩn bị đích thân ra tay. Hai ngày sau, điện thoại của Tiêu Chính Văn chợt đổ chuông, là Long Lân gọi đến, nói, Long Vương, đã tìm ra căn cứ ẩn nấp bí mật của Xích Diệm Vương, có thể hành động rồi. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn trầm giọng đáp, tốt. Nói xong, Tiêu Chính Văn cúp máy, xoay người đối diện với Khương Vi Nhan, mỉm cười nói, Vi Nhan, anh ra ngoài hai ngày này, Long Ngao sẽ đến bảo vệ em. Khương Vi Nhan thắc mắc, anh đi đâu vậy? Là việc của quân đội à? Tiêu Chính Văn mỉm cười dịu dàng, khẽ xoa má Khương Vi Nhan, nói chuyện nhỏ thôi. Ồ, vâng, vậy anh cẩn thận nhé, Khương Vi Nhan nói. Tiêu Chính Văn gật đầu, xoay người rời đi. Sau đó, anh đi thẳng đến sân bay quân sự Giang Trung, ngồi máy bay chuyên dụng, hai tiếng sau đáp xuống một sân bay quân sự tại Long Kinh. Lúc này, Long Lân dẫn theo một nhóm người của Điện Thần Long, cung kính chờ ở sân bay. Ngay khi máy bay chuyên dụng hạ cánh, hàng chục người mặc đồ đen, dẫn đầu là Long Lân, đồng loạt quỳ một gối, hò to, Long Vương. Tiêu Chính Văn từ máy bay chuyên dụng bước xuống, liếc nhìn đám người đang quỳ gối trước mặt, nói, đứng lên đi. Soạt, hàng chục thuộc hạ của Điện Thần Long, đồng loạt, chỉnh tề đứng dậy. Long Lân nhanh chóng bước tới, nói, Long Vương, xung quanh núi Thất Long đã bố trí mấy chục người canh chừng. Trong sơn trang hiện giờ không có bất kỳ động tĩnh gì, người của Xích Diệm Vương cũng chưa phát hiện ra chúng ta. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, nói, đi, đến núi Thất Long. Vâng. Long Lân đáp lại, sau đó đi theo sau Tiêu Chính Văn, lên xe riêng đã chuẩn bị sẵn, lao thẳng ra khỏi sân bay. Cùng lúc đó, hơn chục chiếc xe jeep quân dụng nối đuôi nhau lái ra khỏi sân bay, xông thẳng vào núi rừng sâu thẳm. Khoảng 40 phút sau, hơn chục chiếc xe quân dụng dừng lại gần một công xưởng bỏ hoang gần núi Thất Long. Ngay sau đó, có một người anh em tiếp ứng từ trong rừng rậm chạy đến, trong tay còn ôm súng tiểu liên, đội mũ bảo vệ chuyên dụng, nhanh chóng kính cẩn chào hỏi mấy người Tiêu Chính Văn, nói, Long Vương, tiểu đội thứ tư đã theo dõi mấy ngày rồi, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói các cậu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, Long Lân, dẫn theo 10 người, đi lên cùng tôi. Rõ. Long Lân đáp lời, rồi nhanh chóng chọn ra 10 người có năng lực tốt nhất, đi theo Tiêu Chính Văn, men theo đường núi, đi lên sơn trang trên núi Thất Long. 20 phút sau, nhóm bọn họ đã tiếp cận được sơn trang. Từ xa đã có thể nhìn thấy có quân lính cầm súng đang làm nhiệm vụ canh gác gần sơn trang, tất cả đều mặc quân phục màu xanh lục, đội mũ chuyên dụng. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn, Long Lân nhanh chóng ra hiệu cho bốn thuộc hạ. Sau đó, bốn người này âm thầm tản ra hai bên, từ hai phía, nhanh chóng bao vây sáu người đang làm nhiệm vụ canh gác. Nhanh như chớp, cả sáu người ngã rạp dưới đất, lặng yên không một tiếng động. Tiếp đó, Tiêu Chính Văn ra hiệu cho Long Lân và những người khác. Tiêu Chính Văn đứng lên đầu tiên, đi thẳng lên phía trước, nhìn sáu người ngã dưới đất, nói thay quần áo của họ đi. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn, Long Lân và bốn người nữa đã đổi lấy quần áo của sáu người kia, để lại bốn người ở lại đây, làm nhiệm vụ tiếp ứng. Tiếp đó, Tiêu Chính Văn cùng mấy người Long Lân đi thẳng đến chỗ sơn trang, bình an vô sự vượt qua vài trạm gác. Cho đến khi họ chuẩn bị bước vào phạm vi căn biệt thự, đột nhiên, có một tên đội trưởng nhìn thấy mấy người Tiêu Chính Văn, lạnh giọng quát mấy người các cậu, đứng lại. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, đứng im tại chỗ. Tên đội trưởng đó cũng nhanh chóng dẫn theo hơn chục đội viên, bước qua, nhìn sáu người Tiêu Chính Văn từ trên xuống dưới, lạnh lùng nói, mấy cậu làm nhiệm vụ bên ngoài mà, sao lại vào đây? Đội trưởng của các cậu đâu? Tiêu Chính Văn không trả lời, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Cứ như vậy, im lặng nửa phút. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Tên đội trưởng vội giơ súng lên, hét giơ tay lên. Nhưng hắn vừa mới giơ súng lên, Long Lân đã ra tay. Một tiếng ầm vang lên. Long Lân đấm một cú trời giáng vào mặt tên đội trưởng, khiến hắn bay thẳng ra mấy chục mét, dầm một tiếng ngã xuống đất, mặt mũi đầy máu, chết không kịp ngáp.
Mấy đội viên còn lại chưa kịp nổ súng đã bị người của Điện Thần Long nhẹ nhàng giải quyết. Tiêu Chính Văn liếc nhìn mấy cái xác trên mặt đất, lạnh lùng nói, chia ra hành động. Ngay lập tức, bọn họ nhanh chóng tách ra. Chính vào lúc này, một tiếng còi chói tai vang lên khắp sơn trang. Từ bốn phương tám hướng, từng nhóm binh lính canh gác vội vàng lao về phía biệt thự. Có kẻ tấn công, có kẻ tấn công. Tiểu đội số 9 đã bị tiêu diệt hết, mau chi viện. Thế nhưng, giây tiếp theo, bên ngoài sơn trang vang lên tiếng súng và tiếng nổ rung chuyển cả bầu trời. Người của Điện Thần Long bắt đầu tấn công. Từ trong rừng rậm, màn đạn dày đặc tuôn ra không ngừng. Một người đàn ông thân hình hết sức cường tráng, vác theo súng máy, cả người mặc bộ đồ chống đạn nặng nề, đang dẫn đầu, tiến thẳng đến nơi canh giữ nghiêm ngặt nhất sơn trang quét qua như bão táp. Tạch tạch tạch, màn đạn dày đặc như mưa, lập tức nã thẳng vào những tên lính canh gác ở cổng chính. Nổ súng, phòng thủ, mau gọi chi viện, phát hiện hỏa lực chưa xác định được ở cửa chính, chúng ta bị tấn công. Trong phút chốc, giữa hai bên đã nổ ra một trận đấu súng ác liệt. Phía sau người đàn ông cường tráng kia, còn có 7-8 bóng người, chợt biến thành vệt đen, tốc độ như sét đánh lao đến, sau đó bắn ra một sợi thép từ trên tay, hợp lực kéo cánh cửa lớn mở ra sau. Nhóm lính gác vừa đối phó với hỏa lực trước mặt, vừa ngẩng đầu, nhìn 7-8 bóng người bay ngang qua đầu, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. 7-8 bóng người kia và 4 người nữa, từ khoảng không thả lỏng sợi dây cáp, rơi vào giữa đám cảnh vệ, hô lên một tiếng, giết, ngay sau đó họ lao về phía nhóm lính canh gác gần 100 người xung quanh. 3 bóng người rơi lại phía sau cũng nhanh chóng lao vào vòng chém giết. Chẳng mấy chốc, đám lính gác gần 100 người chết như ngả dạ. Có những người không ngừng bị tung lên không trung, ói ra máu tươi rồi ngã gục trên mặt đất. Chỉ trong vòng 3 phút, toàn bộ đều biến thành xác chết. Sau đó, người của Điện Thần Long ở phía dưới nhanh chóng xông lên, lao thẳng vào sơn trang, đồng thời sử dụng cả hỏa lực và vũ khí lạnh. Cảnh tượng, vô cùng khốc liệt và tàn bạo. Dưới lòng đất, một vị tướng quân vội vàng xông đến chỗ ghế sofa mà Xích Diệm Vương đang ngồi, kính cẩn nói, Vương. Không ổn rồi, bên ngoài xuất hiện một nhóm thế lực chưa xác định, đang tấn công vào sơn trang. Thuộc hạ của chúng ta đã hao tổn quá nửa rồi. Vương phải rời đi ngay lập tức. Thế nhưng, Xích Diệm Vương vẫn bình tĩnh ngồi trên sofa, nhấp một ngụm trà, cười nhạt rồi nói, đi. Không đi được nữa rồi. Nếu tôi đoán không nhầm, đó là do vua Bắc Lương làm. Người bên ngoài, đều là người của cậu ta. Hơn nữa, cậu ta chắc sắp tìm đến chỗ chúng ta rồi. Vừa dứt lời, một tiếng động vang lên. Ở lối vào của tầng hầm, vài bóng người bị một người tràn ngập hơi thở chết chóc giơ chân đạp bay xa, lập tức ói ra máu, ngã trên vũng máu mà chết. Xích Diệm Vương nhướng mày, nhìn bóng người đang đi từng bước một xuống bậc thang, khóe miệng khẽ cong lên, giễu cợt, nói cuối cùng cậu cũng tìm được nơi này rồi, tiếp theo, cậu định làm gì? Giết ông! Hai chữ lạnh như băng đã bộc lộ rõ lửa giận hừng hực trong lòng Tiêu Chính Văn lúc này. Anh bước từng bước xuống, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Chương 822, chân tướng vụ án nhà họ Tiêu. Giờ phút này, nhiệt độ ở căn phòng dưới tầng hầm đột ngột giảm đến mức lạnh như băng. Xích Diệm Vương cau mày, nét mặt nghiêm trọng nhìn Tiêu Chính Văn đang từng bước đi đến, ông ta nhìn ra được sự phẫn nộ và sát khí từ trên người và trong ánh mắt anh. Cũng chính vào lúc này, phó tướng bên cạnh ông ta vội vàng xông đến, chắn giữa Tiêu Chính Văn và Xích Diệm Vương, rút súng lục từ thắt lưng ra. Chĩa vào Tiêu Chính Văn rồi nói, chủ soái Tiêu. Đứng im, không được bước tiếp nữa, nếu không tôi sẽ nổ súng. Tiêu Chính Văn dừng bước, ánh mắt toát ra sát khí cuồn cuộn, nhìn chằm chằm vào tên phó tướng đang chĩa súng vào mình, cười giễu cợt, ông muốn giết tôi sao? Năm chữ đơn giản lại khiến tên phó tướng đó cảm thấy cả người run rẩy. Khoảnh khắc đó, ông ta như nghe thấy âm thanh thần chết đang thì thầm chất vấn mình. Cả người ông ta run lẩy bẩy. Một áp lực vô hình phát ra từ trên người Tiêu Chính Văn, xông thẳng vào làm não bộ ông ta trở nên trống rỗng. Chờ khi ông ta tỉnh táo lại, Tiêu Chính Văn đã ở ngay trước mặt. Ngay lúc đó, phó tướng giật mình, vội vàng định bóp cò. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng cười khẩy, nhẹ nhàng vung tay lên,
tung ra một nắm đấm nhanh như tia chớp nhưng lại mang theo sức mạnh vô cùng lớn, khiến phó tướng bay thẳng ra ngoài. Một tiếng rầm vang lên, cả người và súng bay ra đập thẳng vào bức tường gần đó. Trong phút chốc, bức tường nứt toác, tạo thành những vết rạn dày đặc, tên phó tướng kia cũng nôn ra máu, ngã xuống vũng máu, hai mặt trợn tròn, lồng ngực lõm xuống, chết ngay tức khắc. Còn Tiêu Chính Văn chẳng thèm liếc mắt nhìn, hai mắt chăm chú khóa chặt vào Xích Diệm Vương đang ngồi trên ghế sofa, ông còn gì chăn chối không? Lúc này Xích Diệm Vương bật cười tự giễu, nói Tiêu Chính Văn, cậu rất mạnh. Tôi không thể không thừa nhận, lần này, là bản vương thua rồi, muốn chém muốn giết, cứ việc. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn lập tức chuẩn bị ra tay, một lưỡi dao quân đội năm cạnh sắc bén lóe lên tia sáng lạnh lẽo từ lòng bàn tay trượt xuống. Thấy vậy, Xích Diệm Vương vội vàng nói chờ, chờ đã. Cậu có muốn biết, nguyên nhân thực sự dẫn đến việc nhà họ Tiêu bị hủy diệt là gì không? Nghe lời này, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi, ông còn muốn nói gì nữa? Xích Diệm Vương cười ha hả, ho khù khụ mấy tiếng rồi nói, chủ soái Tiêu, sao không ngồi xuống nói chuyện với bản vương một lát? Tiêu Chính Văn suy nghĩ rồi đáp, ngồi cùng người như ông. Tôi cảm thấy quá mất liêm sỉ. Bản soái chỉ cho ông 3 phút. Xích Diệm Vương nghe xong thì nhíu mày, lại thở dài, nói, không biết chủ soái Tiêu có cảm thấy, thảm án diệt vong của nhà họ Tiêu có điều gì bất thường hay không? Nghe thấy điều này, lông mày Tiêu Chính Văn khẽ giật. Quả thực, lần trước anh đã cảm thấy, phía sau chuyện nhà họ Tiêu bị diệt vong, dường như có sự nhúng tay của một thế lực rất mạnh. Thế lực này còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với 4 gia tộc lớn. Bởi vì, trước khi nhà họ Tiêu bị diệt vong, bố anh dường như đã đoán trước được mọi việc, nhưng ông ấy chỉ nhờ cậy bạn bè, chứ không hề có ý định phản kháng. Đây chính là điểm đáng ngờ. Rất có khả năng là thứ mà bố anh cảm nhận được quá mạnh, không thể phản kháng, ông ấy mới hành động như vậy. Thấy sắc mặt Tiêu Chính Văn thay đổi, Xích Diệm Vương nhìn anh. Mỉm cười rồi nói, 4 gia tộc lớn, chẳng qua chỉ là quân cờ. Kẻ thực sự hủy diệt nhà họ Tiêu là một người khác. Mà người này vẫn luôn trốn trong bóng tối. Hơn nữa, ông ta có quyền lực và sức mạnh tuyệt đối. Cho dù 4 gia tộc lớn cũng trở thành con rối của người đó. Chủ soái Tiêu, kẻ địch mà cậu phải đối mặt, còn mạnh hơn bản vương gấp ngàn lần, vạn lần. Thậm chí, ngay cả chủ soái Tiêu cũng biến thành quân cờ trong tay người kia. Lời vừa dứt, cả căn phòng trong tầng hầm chợt rơi vào im lặng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Xích Diệm Vương, âm trầm nói, ông biết người đó là ai sao? Xích Diệm Vương lớn tiếng cười, tôi biết, bí mật này, bản vương cất giữ suốt 20 năm, đến tận ngày hôm nay. Chỉ cần cậu tha cho tôi sẽ nói cho cậu tên của kẻ đứng sau. Nghe Xích Diệm Vương nói vậy, Tiêu Chính Văn im lặng. Anh đang phán đoán thật giả. Xích Diệm Vương lại nói tiếp, bản vương nói từng câu từng chữ đều là thật, đã đến nước này rồi tôi đâu cần thiết phải lừa cậu nữa chứ. Phải không đấy? Tiêu Chính Văn hỏi lại, ánh mắt lạnh lẽo, nói, làm sao tôi biết được, có phải ông đang cố ý kéo dài thời gian, để thuộc hạ của ông đến cứu viện? Giống như lúc này, vừa dứt lời. Thấy cảnh này, khóe miệng Xích Diệm Vương khẽ giật, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Cười chua xót, ha ha ha, không hổ là vua Bắc Lương, không chịu bị người khác uy hiếp dù chỉ là một chút. Hoa Quốc có một chủ soái như cậu, đúng là phúc phận trăm năm. Vậy nếu bản vương nói cho cậu biết, người đứng đằng sau chính là ông Long người hiện giờ đang ở bên cạnh thiên tử Hoa Quốc thì sao? Cậu sẽ báo thù thế nào? Dầm! Những lời này của Xích Diệm Vương hệt như sét đánh ngang tai. Ông Long bên cạnh thiên tử Hoa Quốc. Sao có thể chứ? Ông Long luôn mang đến cho người khác cảm giác bí hiểm khó lường, luôn tận tâm vì nước, vì vua, vì dân. Sao lại là ông ta được chứ? Hơn nữa, ông Long đến từ võ thần tông đại tông hàng đầu của giới võ tông Hoa Quốc. Nếu là ông ta, ông Long vì địa vị của chính mình, cũng vì thiên sơn thư lục của nhà họ Tiêu, mới bày ra thảm cảnh năm xưa, lợi dụng 4 gia tộc lớn làm quân cờ, từng bước đẩy nhà họ Tiêu xuống vực sâu. Đó cũng là lý do vì sao ông nội của cậu còn sống nhưng không dám quay về Hoa Quốc. Bởi vì, ông Long bí ẩn khó lường hơn cậu và tôi tưởng tượng rất nhiều, Tiêu Long cần phải mạnh mẽ hơn. Tiêu Chính Văn nhíu mày,
trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Xích Diệm Vương rồi hỏi, chuyện này có liên quan đến thiên tử không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 823, Xích Diệm Vương chết. Đây mới là mối quan tâm của Tiêu Chính Văn. Nếu thiên tử cũng tham dự vào chuyện đó thì đối thủ mà anh phải đối mặt quá mạnh. Anh chưa từng nghĩ sẽ đối địch với Hoa Quốc. Nghe thế, Xích Diệm Vương nhếch môi cười khẩy nhưng lại lắc đầu nói, thiên tử không tham dự vào, cuộc tàn sát năm đó là do một tay ông Long lên kế hoạch, dù là thiên tử cũng bị ông ta che mắt. Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi khi nghe ông ta nói vậy. Không liên quan đến thiên tử. Sau đó anh lạnh lùng nhìn Xích Diệm Vương nói, những gì ông nói là thật à? Xích Diệm Vương bật cười nói, tôi biết cậu sẽ không tin nên tôi đã để lại chứng cứ năm đó. Nói xong, Xích Diệm Vương lấy ra một tập hồ sơ bằng da màu vàng từ trong ngăn kéo dưới bàn trà. Sau đó ông ta rút một phần tư liệu và vài tấm ảnh trong đó ra. Tiêu Chính Văn nhận lấy lướt nhìn, càng đọc anh càng cảm thấy tức giận. Anh nhìn sang tấm ảnh, có thể thấy trong tấm ảnh chính là cảnh gặp mặt của gia chủ bốn gia tộc lớn và ông Long. Viên Thiên Kiệt cũng ở trong đó. Mấy tấm ảnh phía sau là tối hôm nhà họ Tiêu bị tiêu diệt, ông Long đã xuất hiện ở gần chỗ nhà họ Tiêu. Bây giờ cậu đã tin chưa? Xích Diệm Vương giễu cợt hỏi. Tiêu Chính Văn nhíu mày, đôi mắt hiện lên ngọn lửa giận ngùn ngụt. Ông Long, hóa ra mọi chuyện đều do ông bày ra. Nhìn dáng vẻ này của Tiêu Chính Văn, Xích Diệm Vương lặng lẽ rút cây súng lục bên dưới ghế sofa ra, sau đó giơ tay lên bắn về phía Tiêu Chính Văn. Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp. Tiêu Chính Văn nghiêng người, đồng thời nổ súng, viên đạn bay ra găm vào cánh tay phải của Xích Diệm Vương, máu chảy ra như suối. A! À, Xích Diệm Vương kêu lên đau đớn, ông ta ôm cánh tay phải đang chảy máu, lăn từ trên ghế sofa xuống đất. Tiêu Chính Văn đã thu dọn xong tập hồ sơ, cất bước đi đến trước mặt Xích Diệm Vương, đứng trên cao nhìn xuống ông ta rồi nói, không ngờ Xích Diệm Vương lại rơi vào kết cục như vậy, ông có từng hối hận không? Xích Diệm Vương ngã xuống đất, ôm cánh tay phải của mình hoảng hốt nhìn Tiêu Chính Văn, không ngừng lùi về sau nói, Tiêu Chính Văn, cậu đừng giết tôi. Tôi có thể đưa hết tài sản của mình cho cậu, chỉ xin cậu đừng giết tôi. Nghe ông ta nói vậy. Lại nhìn bộ dạng hèn mọn cầu xin của Xích Diệm Vương, Tiêu Chính Văn nói, năm đó, Xích Diệm Vương thống trị đại quân Xích Diệm 500.000 người, giờ lại tham sống sợ chết như vậy. Xích Diệm Vương, từ lúc ông bắt đầu đối phó với tôi và vợ tôi thì đã định sẵn kết cục của ông như hôm nay. Nhìn Tiêu Chính Văn từ từ giơ súng lên, Xích Diệm Vương tràn ngập cảm giác sợ hãi và hoảng hốt, chủ soái Tiêu. Không, cậu không thể giết tôi chính là Xích Diệm Vương, là Hoa Quốc. Pằng pằng, Tiêu Chính Văn bóp cò bắn hai phát, tiếng súng vang vọng khắp tầng hầm. Giữa trán và trước ngực Xích Diệm Vương xuất hiện vết đạn bắn, máu chảy ròng ròng. Một đời Xích Diệm Vương hạ màn, đã hoàn toàn trở thành hình ảnh trong lịch sử. Tiêu Chính Văn cất súng vào, liếc nhìn Xích Diệm Vương hai mắt trợn to nằm trong vũng máu nói tự tạo nghiệp không đáng sống. Xích Diệm Vương, mọi chuyện đều do ông tự chuốc lấy. Dứt lời. Tiêu Chính Văn xoay người rời đi. Lúc Tiêu Chính Văn ra khỏi Sơn Trang, rời khỏi núi Thất Long, cả Sơn Trang bỗng phát ra tiếng nổ động trời, chỉ trong thoáng chốc Sơn Trang chìm trong biển lửa. Dù cách mấy cây số nhưng vẫn có thể nhìn thấy ngọn lửa cao ngút trời. Tiêu Chính Văn vừa xuống chân núi đã lên xe, sau đó giao tập hồ sơ cho Long Ngao, nói, lập tức xác thực thật giả, tôi đợi ở đây. Long Ngao liếc nhìn tài liệu trong túi hồ sơ, nói, vâng. Nói xong, anh ta lập tức xuống xe, lái một chiếc xe khác đến phân chánh điện Thần Long ở Long Kinh. Tiêu Chính Văn ở lại chỗ cũ, im lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng gần một tiếng sau, Long Ngao lái chiếc xe Jeep như con ngựa hoang bị đứt dây cương chạy đến. Anh ta phanh gấp lại, sau đó nhảy xuống xe, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói, Long Vương, đã tra được rồi, bức ảnh là thật, không có bất kỳ dấu vết chỉnh sửa nào. Ngoài ra, tư liệu trong tập hồ sơ cũng là thật. Nghe thế, Tiêu Chính Văn hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, khí thế trên người bỗng bộc phát bao trùm xung quanh. Giờ khắc đó, Tiêu Chính Văn cảm thấy cực kỳ tức giận. Ông Long, về Long Kinh, đến Thiên Tử Các. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói,
sau đó lái xe cấp tốc chạy đến Long Kinh. Hơn 40 phút sau, xe của Tiêu Chính Văn dừng trước cửa Thiên Tử Các phát ra tiếng phanh gấp. Sau đó anh đá mạnh cửa ra, bước xuống xe rồi đi thẳng vào Thiên Tử Các. Lúc này Thiên Tử đang bàn chuyện ở chiến khu Tây Mãng với ông Long, thấy Tiêu Chính Văn bước vào với ngọn lửa giận hừng hực, Thiên Tử hỏi Tiêu Chính Văn. Sao tự dưng cậu lại đến đây? Tiêu Chính Văn cực kỳ tức giận bước vào phòng của Thiên Tử. Nhưng khi anh thấy Thiên Tử và ông Long, anh lập tức kìm nén cơn giận của mình, cúi người mỉm cười với Thiên Tử và ông Long. Thiên Tử, ông Long, tôi giải quyết chút chuyện riêng tiện đường đi ngang qua Thiên Tử Các nên đến thăm hai vị. Nghe anh nói, Thiên Tử cười tỏ ý Tiêu Chính Văn ngồi xuống uống trà. Nhưng Tiêu Chính Văn từ chối, sau đó mắt nhìn về phía ông Long mỉm cười hỏi, hôm nay tôi đến đây có một chuyện muốn nhờ ông Long chỉ bảo. Ông Long chắp tay sau lưng, ánh mắt phức tạp mỉm cười nói, ồ, chủ soái Tiêu có chuyện muốn nhờ tôi chỉ dạy, vậy tôi xin lắng nghe. Tiêu Chính Văn vốn dĩ muốn hỏi thẳng chuyện nhà họ Tiêu có liên quan đến ông Long không. Nhưng lời nói nghẹn lại, anh hít sâu một hơi, lời nói đổi thành, tôi muốn hỏi thế nào là sao sao, thế nào là bán bộ vương. Nghe đến vấn đề này, sắc mặt ông Long trở nên khó coi, sau đó im lặng một lúc mới nói, trên sáu sao tức là bán bộ thiên vương, cho đến nay vẫn không có cách giải thích nào thống nhất về bán bộ thiên vương cả. Nhưng có thể chắc chắn là thực lực của bán bộ thiên vương vượt xa sáu sao, hơn nữa có vài đặc trưng rất rõ ràng. Có phải giống như vậy không? Tiêu Chính Văn hỏi. Đồng thời anh cũng giơ tay lên, quân cờ trên bàn cờ bỗng bay lên không trung dưới một lực hấp dẫn không thể tưởng tượng, lơ lửng vài giây rồi rơi xuống. Thiên Tử và ông Long rất kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thiên Tử mừng rỡ nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu, đã đạt đến cảnh giới bán bộ thiên vương rồi à? Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu nói, có lẽ là vậy. Tốt, tốt, tốt. Thiên Tử nói liền ba chữ tốt, thầm cảm thấy vui mừng và phấn khởi. Hoa quốc hùng mạnh, vận may quốc gia đang đến. Bán bộ thiên vương, cảnh giới tuyệt diệu biết bao vậy mà cậu đã đột phá được rồi. Tiêu Chính Văn, cậu không hổ là con cháu nhà họ Tiêu. Không hổ là cháu nội của Tiêu Long. Hoa quốc có được người như vậy đúng là vận may trăm năm. Ánh mắt Thiên Tử sáng rực, lấp lánh. Tôi mới vừa đột phá bán bộ thiên vương để đạt đến cảnh giới thiên vương mấy tháng trước, thế mà không ngờ tên nhóc cậu đã đạt đến cảnh giới bán bộ thiên vương nhanh như vậy. Bây giờ tôi rất mong đợi đến lúc nào cậu có thể trở thành một cường giả thiên vương thật sự đây. Chương 824, Võ Thần Tông. Võ Thí Thiên lúc này sắc mặt ông Long bên cạnh nhanh chóng sa sầm, giữa hai đầu lông mày tỏa ra sát khí lạnh lùng. Nhưng ông ta đã che giấu quá sâu luồng sát khí lạnh lùng này. Kể cả Thiên Tử cũng không hề phát giác. Ông ta cười nói, bán bộ thiên vương, chủ soái Tiêu thật may mắn. Hoa quốc hiện giờ ngoài gia chủ của bốn gia tộc lớn, mấy lão già mà bọn họ cung phụng trong tông miếu võ tông và mấy ông già của các môn phái khác. Thì người trẻ tuổi như cậu có thể đạt được bán bộ thiên vương có không quá 5 người. Nghe xong, Tiêu Chính Văn nhíu mày. Nhân tài đạt tới bán bộ thiên vương lại nhiều như vậy sao? Thiên Tử lại cười nói, ông Long, mặc dù nói như vậy nhưng Tiêu Chính Văn có thể đạt tới cảnh giới bán bộ thiên vương ở độ tuổi này đã là chuyện đáng để chúc mừng rồi. Đừng quên cậu ấy xuất phát muộn, chưa tới 6 năm. Cho dù hai thiên tài yêu quái bên võ thần tông kia cũng không thăng cấp nhanh như Tiêu Chính Văn đâu. Nghe xong, ông Long hơi cúi người gật đầu nói, vâng, Thiên Tử nói đúng. Kể cả hai thiên tài yêu quái bên võ thần tông có thăng cấp thế nào cũng không nhanh bằng chủ soái Tiêu. Sự tồn tại của chủ soái Tiêu đích thực có thể được xưng là thiên tài của đám yêu quái kia. Dứt lời, ông Long nghi hoặc nhìn Tiêu Chính Văn, không nhịn được mở miệng hỏi, chủ soái Tiêu. Không biết cậu đột phá lên cảnh giới bán bộ thiên vương có phải có liên quan tới cuốn Thiên Sơn Thư Lục của nhà họ Tiêu hay không? Tiêu Chính Văn nghe vậy liền nhíu mày, sau đó cười nói, đúng vậy, thời gian này tôi vẫn nghiên cứu mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục, đã học được rất nhiều thứ. Chẳng trách năm đó ông nội để lại thư bảo với tôi rằng Thiên Sơn Thư Lục có thể giúp tôi nhanh chóng đạt cảnh giới thiên vương, thậm chí còn tiến tới cảnh giới cao hơn nữa. Cái gì? Tiêu Long đã gửi thư cho cậu, nói rằng Thiên Sơn Thư Lục có thể đột phá cảnh giới cao hơn cả thiên vương sao. Lúc này ông Long hết sức kích động và kinh ngạc. Tiêu Chính Văn gật đầu, đúng thế, ở nhà tù đen,
tôi đã gặp một người con nuôi của ông nội năm xưa. Chính ông ấy đã đưa lá thư ông nội để lại cho tôi. Nghe đến đây, thiên tử và ông Long đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, thiên tử nói, Tiêu Chính Văn, nếu ông nội cậu còn sống mà liên lạc với cậu thì cậu nhất định phải nói với tôi. Hoa Quốc hổ thẹn với ông ấy. Tiêu Chính Văn gật đầu cười nói, vâng. Mà bên này, ông Long trầm mặc, không biết đang nghĩ gì. Lời ban nãy Tiêu Chính Văn nói là nửa đùa nửa thật. Trong thư căn bản không nhắc tới Thiên Sơn Thư Lục có thể giúp đột phá Thiên Vương lên cấp cao hơn, Tiêu Chính Văn cố tình nói dối, để dụ rắn ra khỏi hang. Bởi vì, Tiêu Chính Văn cảm thấy nhà họ Tiêu bị tiêu diệt, Thiên Sơn Thư Lục bị cướp có bóng dáng của Võ Thần Tông đứng sau. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản, Tiêu Chính Văn liền rời khỏi Thiên Tử Các. Tiêu Chính Văn rời đi không lâu, ông Long cũng nói vài câu với Thiên Tử rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Ông Long vừa ra khỏi Thiên Tử Các, một bóng người như ma quỷ xuất hiện sau lưng ông ta, mặc áo bó sát màu đen, đeo mặt nạ hỏa diệm, không nhìn rõ gương mặt. Nhị trưởng lão, có gì dặn dò sao? Kẻ đeo mặt nạ hỏa diệm cung kính hỏi. Ông Long chắp tay ra sau lưng, liếc nhìn theo hướng Tiêu Chính Văn rời đi, lạnh lùng nói, cậu bám sát Tiêu Chính Văn, nhớ kỹ, không được tùy ý ra tay, một khi bại lộ hành tung cậu biết phải làm gì rồi đấy. Rõ, đệ tử tuân mệnh. Người đeo mặt nạ hỏa diệm trả lời, nhanh chóng rời đi. Sau đó, ông Long ngồi lên chiếc xe chuyên dụng, đi thẳng tới Võ Thần Tông môn phái võ tông lớn nhất của Hoa Quốc. Võ Thần Tông được xây dựng trên một đỉnh núi của núi Võ Thần lớn nhất, rộng nhất và cao nhất cách Long Kinh 70 km. Núi Võ Thần cao 3.000 m, bắt đầu từ lưng núi lên tới đỉnh có tuyết phủ quanh năm. Võ Thần Tông tọa lạc trên đỉnh núi, vô cùng rộng rãi và đồ sộ. Sân tập của Võ Thần Tông rộng hàng chục nghìn mét vuông, có 16 tượng đá sừng sững cao vút. Đây là tượng điêu khắc của tông chủ Võ Thần Tông qua các đời, hai bên trái phải có 8 bức tượng. Tất cả đều chạm khắc bạch ngọc của nhà Hán, còn có hình rồng vàng phượng vàng chạm trổ lên đó. Những bức tượng đó hoặc là đâm kiếm lên trời, hoặc là đấm xuống mặt đất, hoặc cầm sách ngắm sao, tổng thể mà nói thì muôn hình muôn vẻ. Nhưng lại cho người ta cảm giác vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Phía sau quảng trường rộng lớn này là cửa chính của Võ Thần Tông trang nghiêm, có lịch sử lâu đời, tổng cộng 6 cánh cửa dày dặn nạm vàng bằng gỗ lim. Bước qua cánh cửa gỗ dày dặn là đại điện tông môn của Võ Thần Tông, cũng là chủ điện của Võ Thần Tông, phong cách trang trọng, tường đen ngói xanh. Hai bên chủ điện còn có hai cột đá cao vút. Không ai biết cột đá cao này có ở đây từ bao giờ. Chỉ biết rằng từ khi Võ Thần Tông thành lập tới nay, cột đá cao vút này đã ở đây. Bên trên cột đá còn khắc đủ loại chữ viết và thú vật kỳ dị quý hiếm, cũng đã trải qua buổi lễ tế trời suốt nhiều năm. Một vài ngọn núi nhỏ bên cạnh núi Võ Thần là các nhánh điện của Võ Thần Tông. Mặc dù không có phong cách trang nghiêm như chủ điện nhưng vẫn rộng lớn và khí thế hơn nhiều so với các tông môn nhỏ ngoài kia. Lúc này, ông Long đang đứng trên núi Võ Thần từng bước đi về phía chủ điện, sau khi vào trong liền đi thẳng đến tông chủ điện nằm ở sau núi. Bước qua cửa viện, vào tông chủ điện. Cả tông chủ điện u ám tĩnh mịch. Một thân hình cao lớn đang ngồi trên ghế đá chủ điện của tông chủ điện, tĩnh tâm luyện công. Ông Long lập tức cúi người nói, tông chủ. Người đó đang ngồi luyện công, khẽ mở mắt lạnh giọng nói, quay về rồi à. Giọng nói như sấm sét cuồn cuộn. Làm chấn động tinh thần của ông Long. Đây là Võ Thí Thiên, tông chủ của Võ Thần Tông, một cường giả Thiên Vương 4 sao. Ông Long vội nói, tông chủ, Tiêu Chính Văn đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi. Không phải ông nói chuyện năm đó không có sơ hở nào sao, Võ Thí Thiên lạnh lùng hỏi, ánh mắt bừng lên sát khí phẫn nộ khiến ông Long đang quỳ dưới đất kinh sợ. Một luồng áp lực vô tận như sóng thần đè ép lên người ông ta, khiến ông ta không thể động đậy. Đây chính là khí thế của cường giả Thiên Vương 4 sao. Chỉ một ánh mắt có thể khiến bất kỳ một cường giả Thiên Vương nào cũng phải khiếp sợ. Ông Long vội trả lời, tông chủ, là thuộc hạ làm chưa tốt, đã để xảy ra sai sót. Có điều xin tông chủ hãy yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý đàng hoàng. Hừ, Võ Thí Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, nói cho ông cơ hội lần nữa. Nếu lần này có sai sót gì thì tự phế bỏ hai tay rồi cút ra khỏi Võ Thần Tông. Vâng,
thuộc hạ đã rõ. Ông Long vội vàng trả lời, sau đó đứng dậy nói, tông chủ, ngoài ra còn có một chuyện tôi muốn báo cáo với ông. Nói, Võ Thí Thiên ngồi trên ghế đá cách một tấm màn mỏng, nhìn không rõ gương mặt, chỉ thấy được đường nét lờ mờ. Tiêu Chính Văn đã đạt đến cảnh giới bán bộ thiên vương rồi. Ông Long nói, bán bộ thiên vương, dòng máu của Tiêu Chính Văn quả nhiên không tầm thường. Ở độ tuổi này mà đã là cường giả bán bộ thiên vương rồi, đúng là hiếm có. Nhưng dưới cảnh giới thiên vương đều là sâu bọ, bảo Võ Thương Phá đi thử thực lực của cậu ta. Võ Thí Thiên lạnh lùng nói. Chương 825, Võ Thương Phá xuống núi. Tông chủ, ông muốn để Võ Thương Phá đi thử sức mạnh của Tiêu Chính Văn thật sao? Nghe đến ba chữ Võ Thương Phá, ông Long cũng khá ngạc nhiên hỏi. Võ Thí Thiên đáp, người của Võ Thần Tông không xuống núi lâu lắm rồi, đã đến lúc để bọn họ đi ra thế giới bên ngoài mở mang kiến thức. Thương Phá có dáng vẻ của Thiên Vương 4 sao, ra ngoài trải nghiệm một chút sẽ có lợi cho nó. Ông bảo vệ Thương Phá cho tốt, nó là tương lai của Võ Thần Tông, sẽ trở thành cấp bậc cao hơn tôi. Nghe thế, ông Long nghĩ ngợi rồi nói, vâng thưa tông chủ, thuộc hạ nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho thiếu tông chủ. Còn chuyện gì nữa sao? Thấy ông Long vẫn chưa đi, Võ Thí Thiên cau mày hỏi, giọng nói hơi bất mãn. Ông Long vội nói, tông chủ, trước khi đến đây, Tiêu Chính Văn có đến gặp tôi và thiên tử, cậu ta nói chuyến đi đến nhà tù đen, con nuôi của Tiêu Long từng đưa cho cậu ta một bức thư, là của Tiêu Long viết cho cậu ta. Trong thư có nhắc đến thiên sơn thư lục của nhà họ Tiêu có thể giúp cậu ta bước vào cảnh giới thiên vương, thậm chí còn vượt qua cấp bậc cao hơn thiên vương. Tiêu Long. Nghe thấy hai chữ này, Võ Thí Thiên lẩm bẩm, giọng nói rất u ám và nặng nề. Sau đó ông ta nói, tôi đã nghiên cứu và học theo thiên sơn thư lục mấy chục năm, quả thật có thể giúp vài người có tố chất bước vào cảnh giới thiên vương nhanh hơn. Nhưng cấp bậc trên cảnh giới thiên vương quá mờ ảo, quá khó. Đó là cảnh giới tối cao vượt xa thế gian của tất cả cường giả, tên là thiên thần. Sự tồn tại như vậy dù có là tông chủ nhiều đời của Võ Thần Tông cũng chưa từng chạm đến được, chỉ duy nhất một người chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới thiên thần đó là thiên tử đời thứ hai thiếu tông chủ huyền thoại của Võ Thần Tông. Theo như lá thư tay mà ông ấy để lại, ông ấy từng dò xét cảnh giới thiên thần nhưng chỉ là dò xét mà thôi. Nói đến cuối, ánh mắt Võ Thí Thiên lóe lên tia sáng. Cảnh giới thiên thần, cấp bậc vượt cả thiên vương. Một khi trở thành thiên thần thì có thể thống trị cả thế giới. Nhưng cảnh giới như vậy thật sự quá mịt mờ. Võ Thí Thiên chưa từng nghe có người nào đạt đến cảnh giới thiên thần cả. Dù có là ông ta cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới thiên vương 4 sao 7-8 năm nay chưa từng thăng cấp bậc nào. Vì thế ông ta mới bảo ông Long bày bố cuộc thảm sát của nhà họ Tiêu vào năm đó chỉ vì muốn lấy cuốn thiên sơn thư lục của nhà họ Tiêu. Muốn mượn thiên sơn thư lục xem để đột phá tiến vào thiên vương năm sao. Nhưng dù Võ Thí Thiên có nghiên cứu 9 mảnh giấy cũ của thiên sơn thư lục cũng chưa từng đột phá bước vào năm sao. Bởi vì ông ta biết còn thiếu 2 mảnh nữa. Mấy năm nay, ông ta cũng phái người đi tìm khắp nơi nhưng không được gì. Hơn nữa lúc đó Tiêu Chính Văn đã vào chiến khu để rèn luyện, còn thể hiện ra sự đáng sợ của dòng máu nhà họ Tiêu, còn trẻ đã đột phá đến cảnh giới long soái năm sao. Đến nước này, Võ Thí Thiên cũng buông bỏ kế hoạch tìm kiếm 2 mảnh giấy cũ còn lại. Lúc này ông Long nghe Võ Thí Thiên nói vậy cũng hoảng hốt, vâng, cảnh giới thiên thần khó biết chừng nào, nhưng thuộc hạ vẫn tin tông chủ nhất định có thể trở thành cường giả tối cao đầu tiên đột phá vào cảnh giới thiên thần. Đến lúc đó, cả Hoa Quốc hay thế giới phương Tây cũng phải tôn thờ tông chủ, uy danh của Điện Võ Thần cũng làm kinh động đến các quốc gia, phân nhánh của Điện Võ Thần sẽ phân bố trên toàn thế giới. Khi nhắc đến điều này, ông Long đã nói một cách hùng hồn. Võ Thần Tông chính là tín ngưỡng của ông ta. Ông ta sẵn lòng cống hiến mọi thứ của mình cho Võ Thần Tông và tông chủ. Được rồi, ông đi đi, dẫn cả Võ Thương Phá xuống núi. Võ Thí Thiên thờ ơ nói. Vâng, ông Long nhanh chóng đi ra ngoài. Ra khỏi tông chủ điện, ông ta đi đến chính điện để gặp Võ Thương Phá đang luyện võ công. Võ Thương Phá là người có thực lực mạnh nhất trong số thế hệ trẻ của Võ Thần Tông. Mới có 27 tuổi mà đã tiến vào cảnh giới bán bộ thiên vương. Hơn nữa nghe nói không đến 3 tháng nữa sẽ chính thức bước vào cảnh giới thiên vương.
Lúc này Võ Thương Phá đang cầm một thanh kiếm cực nặng liên tục chém về phía ngọn cỏ trước mặt. Mỗi nhát chém đều có thể nghe thấy tiếng xé toạc trong không khí. Nhưng mỗi nhát chém, lưỡi kiếm lạnh băng đều sẽ dừng lại cách ngọn cỏ vài centimet. Đây chính là sự khống chế sức mạnh. Người bình thường đừng nói là khống chế sức mạnh, ngay cả thanh kiếm huyền thiết nặng hơn 200 kg cũng chưa chắc có thể cầm lên được. Nhưng lúc 8 tuổi Võ Thương Phá đã có thể nhấc được thanh kiếm này lên rồi. Hơn nữa thanh kiếm này là thanh kiếm do tông chủ đời thứ 11 của Võ Thần Tông tự tay đúc ra, từ thiên thạch huyền thiết trên trời để làm nên vũ khí cấp thiên cực phẩm như vậy. Tông chủ đời thứ 11 của Võ Thần Tông này là một cường giả tối cao có lòng yêu thích với việc chế tạo các loại vũ khí. Hơn một nửa vũ khí trong Võ Thần Tông bây giờ đều do ông ta tự tay tạo ra. Nhưng từ sau khi có thanh kiếm này, ngoài tông chủ đời thứ 11 của Võ Thần Tông có thể nhấc lên thì không một ai có thể làm được điều này. Theo lý thì đến cảnh giới quân vương hẳn là đã có thể dễ dàng cầm thanh kiếm huyền thiết nặng hơn 200 kg này lên được rồi. Thế nhưng cả Võ Thần Tông không một ai có thể cầm lên được. Cũng chỉ có Võ Thương Phá 8 tuổi đã nhấc lên được khiến cả Võ Thần Tông kinh ngạc. Cũng chính vì vậy mà Võ Thí Thiên mới để Võ Thương Phá trở thành thiếu tông chủ của Võ Thần Tông. Lúc này thấy Võ Thương Phá không ngừng luyện kiếm, ông Long cũng cảm thấy vô cùng kính nể, bước đến nói, chào thiếu tông chủ. Nghe vậy, Võ Thương Phá mới dừng tay lại, động tác chậm rãi thu kiếm, quấn vào tấm lụa màu đen rồi đeo lên lưng, sau đó điều chỉnh hơi thở, cúi người chạm vào ngọn cỏ xanh biếc nói, cảm ơn mày đã luyện kiếm với tao nhé. Nói ra cũng cảm thấy kỳ lạ, trong sân nhỏ này chỉ có ngọn cỏ này màu xanh, xung quanh đều là tuyết trắng xóa. Dù trong sân cũng có cây dương liễu cao chót vót nhưng cũng bị một lớp tuyết che phủ. Hiển nhiên cây cỏ này vô cùng bắt mắt. Nói xong Võ Thương Phá mới xoay người lại đứng thẳng người, hai tay chắp ra sau lưng nhìn ông Long trước mặt, mỉm cười nói, chào ông Long. Ông Long gật đầu. Võ Thương Phá trước mặt mặc một bộ đồ luyện võ màu trắng, trên lưng là thanh kiếm huyền thiết được quấn lại trong tấm lụa đen, hắn để tóc rẽ ngôi giữa. Trên trán còn lấy mấy cọng cỏ để buộc tóc làm màu sợi rơi xuống trán, phía sau là một bím tóc trông có vẻ rất bình dị giống chàng trai cổ điển. Nhất là khi hắn mỉm cười hệt như một đóa hoa nở rộ trên núi tuyết lạnh lẽo. Nhưng khuyết điểm duy nhất của Võ Thương Phá là ít nói. Hơn nữa nói câu nào cũng đều rất ngắn gọn. Thiếu tông chủ bảo cậu xuống núi với tôi để trải nghiệm, ông Long nói. Được. Võ Thương Phá đáp. Sau đó hắn đi theo ông Long chuẩn bị rời khỏi Võ Thần Tông. Trước khi đi, hắn còn chào tạm biệt với các sư huynh, sư đệ. Các sư huynh, sư đệ đều đưa hết mấy cuốn truyện tranh, đồ ăn vặt, tiền cho Võ Thương Phá, lưu luyến nói, thiếu tông chủ, anh phải sớm về đấy, em còn đợi anh dạy em chiêu một kiếm chém núi. Phải đó, thiếu tông chủ về sớm nhé, không có anh, thì em biết tìm ai chơi đây. Thiếu tông chủ. Nhất định phải khám phá thế giới ngoài kia rồi về kể lại cho bọn em. Võ Thương Phá nhìn các sư huynh, sư đệ trước mặt cười nói, được. Sau đó hắn đi ra khỏi tông môn, vẫy tay với các sư huynh, sư đệ, tạm biệt, phải chăm chỉ luyện võ đó. Thiếu tông chủ, tạm biệt. Một đám huynh đệ của Võ Thần Tông đứng ở cửa tông môn vẫy tay tiễn hắn lên đường. Võ Thương Phá đeo thanh kiếm huyền thiết được bọc trong tấm lụa đen và đồ các huynh đệ đưa cho. Đi theo ông Long từng bước rời khỏi Võ Thần Tông, chỉ để lại bóng lưng dưới ánh chiều tà. Hôm đó, lần đầu tiên Võ Thương Phá thiếu tông chủ Võ Thần Tông xuống núi. Chương 826, Dược Phương Cốc ra tay. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã về đến Giang Trung. Trải qua mấy ngày yên bình, Tiêu Chính Văn ở nhà vừa chăm Nana vừa dạy Khương Vi Nhan học các kỹ năng phòng thân. Sau đó thể theo yêu cầu của Khương Vi Nha. Tiêu Chính Văn cũng dạy cho cô vài kỹ năng chiến đấu khá lợi hại. Lúc đầu anh còn lo lắng Khương Vi Nhan không chịu được sự tàn nhẫn của mấy kỹ năng chiến đấu này, nhưng không ngờ Khương Vi Nhan lại cắn răng kiên trì. Theo lời cô thì cô không muốn mỗi lần đều phải làm phiền Tiêu Chính Văn, cô muốn mình đủ mạnh mẽ, kiên cường. Vì thế Tiêu Chính Văn cũng lên kế hoạch luyện tập để chuẩn bị huấn luyện cho Khương Vi Nhan. Chí ít cũng phải giống hoa hồng đỏ. Hơn nữa dựa theo cách tính chiến lược trong quân đội, bây giờ Khương Vi Nhan đã hoàn toàn đạt đến cấp bậc quân vương. Cô chỉ cần mấy chiêu là có thể hạ gục quân vương bình thường.
đều nhờ cô có một sư phụ tốt. Dù có là người bình thường thì cũng có thể thăng cấp nhanh dưới sự chỉ dạy và huấn luyện tỉ mỉ của Tiêu Chính Văn. Chồng à, sao thế? Lúc này Khương Vi Nhan mặc một bộ đồ tập võ bó sát người, cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển chạy đến trước mặt Tiêu Chính Văn đang nằm trên ghế phơi nắng, vẻ mặt mong đợi hỏi. Tiêu Chính Văn đứng dậy, cười nói, khá lắm, em tiến bộ rất nhanh, không hổ là vợ anh. Dứt lời, Tiêu Chính Văn còn nhéo mũi Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan nũng nịu hừ một tiếng nói, đáng ghét, em đi tắm đây. Nói xong, cô đi vào phòng tắm. Tiêu Chính Văn cũng gác hai tay ra sau đầu, thoải mái nằm trên ghế nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian nghỉ trưa thảnh thơi. Nhưng, người Tiêu Chính Văn bỗng căng chặt, bỗng cảm nhận được hơi thở vô cùng mạnh mẽ xuất hiện bên ngoài biệt thự. Sau đó soạt một tiếng, một con dao bay ra như một viên đạn nhắm vào Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đứng bật dậy, giơ tay lên bắt lấy con dao đang bay đến trong không trung. Trên con dao có khắc chữ. Mấy chữ ngắn gọn, 12 giờ tối ở võ đài phía Tây. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt thoáng qua tia sáng lạnh lùng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở này cực kỳ mạnh mẽ. Hơi thở của bán bộ thiên vương. Nhưng giờ hơi thở đó đã biến mất rồi. Tiêu Chính Văn nhìn con dao trong tay, ánh mắt trở nên rất u ám. Nhanh như vậy mà đã có cường giả bán bộ thiên vương đến gây chuyện rồi. Tiêu Chính Văn cảm thấy rất lo lắng. Anh không lo cho mình, anh chỉ đang lo cho Khương Vi Nhan và Nana. Cường giả bán bộ thiên vương quá mạnh. Dù có mấy người long ngao ở đây cũng không phải là đối thủ của tên đó. Cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Anh rơi vào trầm tư mười mấy phút, Khương Vi Nhan đã thay một bộ đồ bình thường đi ra. Cô nhìn thấy vẻ u sầu của Tiêu Chính Văn nên đi đến hỏi, chồng à, sao thế? Sắc mặt anh kém lắm. Nghe cô nói vậy, Tiêu Chính Văn cất con dao trong tay đi, cười nói, không sao. Khương Vi Nhan cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, à đúng rồi chồng ơi, bên Hiệp hội Y Dược Giang Trung hẹn em đến bàn chuyện, anh nói xem em có nên đi không? Hiệp hội Y Dược Giang Trung. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói, em đi đi, xem thử họ muốn làm gì. Vâng, em cũng nghĩ vậy, bây giờ tập đoàn đã nắm được một nửa thị trường y tế và kinh doanh của Giang Trung. Phần còn lại đều có liên quan đến Hiệp hội Y Dược. Nếu có thể hợp tác được với họ thì tốt quá rồi. Khương Vi Nhan vừa nói vừa suy nghĩ tối nay nên đàm phán thế nào. Tiêu Chính Văn khẽ cười rồi ôm Khương Vi Nhan vào lòng nói, em yên tâm đi đàm phán đi, có anh làm hậu thuẫn kiên cố của em mà. Khương Vi Nhan nhìn anh, sau đó hôn lên mặt anh một cái rồi đứng lên nói, không nhiều chuyện với anh nữa, em còn phải đi đón Nana. Tiêu Chính Văn gật đầu, sau khi Khương Vi Nhan rời khỏi đó anh mới lấy con dao ra quan sát thật kỹ. Phía trên còn có hơi thở cường giả bán bộ thiên vương để lại. Mùi rất nồng, cực kỳ bá đạo. Trông có vẻ không sao nhưng hơi thở này khiến người ta sợ hãi. Lúc Tiêu Chính Văn đang chìm vào trầm tư thì điện thoại anh vang lên, vừa bắt máy đã nghe giọng của Tần Hán Quốc. Tiêu Chính Văn, giờ cậu đang ở đâu thế? Tần Hán Quốc vội vã hỏi. Tiêu Chính Văn cau mày nói, tôi đang ở Giang Trung, có chuyện gì sao? Có thể có chuyện gì nữa chứ? Người của Dược Phương Cốc muốn ra tay với cậu rồi, Tần Hán Quốc sốt ruột nói, cảm thấy đau đầu với dáng vẻ chuyện gì cũng không quan tâm của Tiêu Chính Văn. Dược Phương Cốc, ha ha, họ muốn ra tay thì cứ tự nhiên, vừa hay tôi cũng muốn nhân lúc này để đưa ra lời cảnh cáo với người của Dược Phương Cốc. Tôi không phải là người dễ chọc vào. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Giữa hai hàng lông mày lộ ra sự lạnh lùng. Nghe anh nói vậy, Tần Hán Quốc lại càng sốt ruột đáp, trời ạ, thằng nhóc xấu xa này, cậu có thể đừng làm loạn được không hả? Bọn tôi đang liên lạc với người của Dược Vương Cốc, cố gắng giải quyết chuyện này trong hòa bình, cậu đừng gây loạn được không? Nếu gặp phải người của Dược Vương Cốc, cậu cứ ngồi xuống từ từ nói chuyện, dù sao cũng phải ôn hòa, biết chưa? Được, dĩ hòa vi quý, ngồi xuống từ từ nói. Tiêu Chính Văn tùy ý trả lời. Nếu người Dược Vương Cốc thật sự muốn ngồi xuống nói chuyện thì Tiêu Chính Văn sẽ không nói gì. Nhưng nếu người của Dược Vương Cốc được nước lấn tới thì Tiêu Chính Văn cũng có cách của mình để khiến người của Dược Vương Cốc ngồi xuống hòa nhã nói chuyện.
thằng nhóc cậu đừng có mà nghe tai này lọt sang tai kia đó, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cậu. Tần Hán Quốc nói. Nhưng Tiêu Chính Văn lại thẳng thừng cúp máy. Sau đó anh ngồi trong sân, tay nghịch con dao đó, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Lẽ nào tên vừa nãy là người của Dược Vương Cốc sao? Nghĩ một hồi, Tiêu Chính Văn đứng dậy quyết định đến trường xem sao. Anh lo Khương Vi Nhan và Nana xảy ra chuyện. Vì bây giờ kẻ địch ở trong tối quá nhiều. Người của Dược Vương Cốc, còn cả cường giả bán bộ Thiên Vương lúc nãy, cùng lúc đó. Trong phòng họp của Hiệp hội Y Dược Giang Trung, một ông lão tóc hoa râm đang ngồi ở vị trí của hội trưởng Lý, sắc mặt đỏ bừng còn hơi tức giận. Phía sau là 6 đệ tử mặt mày nghiêm túc. Ông lão này không phải ai khác mà chính là một trưởng lão của Dược Vương Cốc. Hôm nay mục đích ông ta đến Giang Trung là vì chuyện của Linh Khê Tông, vì tập đoàn Vi Nhan của Tiêu Chính Văn. Ông Ngụy, không ngờ hôm nay ông lại đến Hiệp hội Y Dược bé nhỏ của Giang Trung này, thật vinh dự. Tôi đại diện cho toàn thể Hiệp hội Y Dược Giang Trung chào mừng ông Ngụy đến đây. Hội trưởng Lý Ninh Hót nở nụ cười, thái độ hèn mọn nói. Ông Ngụy đó thản nhiên, lạnh lùng hỏi, chuyện tôi bảo ông mời tập đoàn Vi Nhan đến đàm phán làm thế nào rồi? Ông Ngụy, mọi thứ đều đã làm xong, tập đoàn Vi Nhan cũng đã đồng ý lời mời rồi, hội trưởng Lý cung kính nói. Ừ, tốt lắm, còn Tiêu Chính Văn thì sao? Cậu ta có đến không? Ông Ngụy hỏi. Hội trưởng Lý nghĩ một lát rồi nói, theo những gì chúng tôi quan sát mấy ngày nay thì chắc chắn cậu ta sẽ đến. Nếu không đến thì chúng ta ra tay với Khương Vi Nhan, như thế có thể ép cậu ta xuất hiện. Có ông Ngụy ở đây, chắc chắn Tiêu Chính Văn không chịu nổi sóng gió đâu. Tốt. Ông Ngụy gật đầu nói. Hội trưởng Lý cũng lau mồ hôi lạnh trên trán hỏi, đúng rồi, ông Ngụy này, rốt cuộc Tiêu Chính Văn là ai? Đáng để ông Ngụy đích thân rời khỏi Dược Vương Cốc đến đây sao? Ông Ngụy đó lạnh lùng nhìn hội trưởng Lý nói, cậu ta chính là vua Bắc Lương. Chương 827, uy hiếp vua, vua Bắc Lương. Vừa nghe thấy ba từ này, hội trưởng Lý liền run rẩy, trên trán toát mồ hôi lạnh. Mẹ ơi, ông ta lại đối đầu với vua Bắc Lương. Đây chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Chẳng trách Thanh Vân Tông bị lật đổ. Linh Khê Tông cũng có kết cục hệt như vậy. Vua Bắc Lương chấn động cả Hoa Quốc đấy. Đúng là chuyện kinh thiên động địa. Lúc này trong lòng hội trưởng Lý có cả trăm cảm xúc lẫn lộn, thậm chí chỉ muốn bỏ cuộc giữa chừng. Nếu đắc tội với vua Bắc Lương thì chẳng phải ông ta sẽ chết không kịp ngáp luôn sao? Trong phòng họp, những thành viên khác trong Hiệp hội Y Dược cũng đang rất lo lắng và sợ hãi. Cậu ta là vua Bắc Lương ư? Tiêu rồi. Tiêu rồi. Phải làm thế nào bây giờ? Đắc tội với vua Bắc Lương thì có phải chúng ta sẽ bị bắn chết hay không? Hội trưởng Lý, không, không, ông Ngụy, ông phải nghĩ cách đi. Ông Ngụy thấy ai nấy đều mang vẻ mặt hốt hoảng liền khịt mũi, nói chỉ là một tên vua Bắc Lương thôi mà, các người lo lắng gì chứ? Tôi là trưởng lão của Dược Vương Cốc, địa vị của Dược Vương Cốc ở Hoa Quốc chẳng lẽ các người không rõ hay sao? Đừng nói là vua Bắc Lương, kể cả có là thiên tử thì cũng phải nể mặt Dược Vương Cốc chúng tôi. Tông chủ của chúng tôi là bác sĩ điều trị bên cạnh thiên tử. Cả hệ thống tư tưởng đông y cận đại đều do tông chủ của chúng tôi tạo nên. Đồ đệ của ông ấy nhiều hơn tất cả y bác sĩ của Giang Trung cộng lại. Một tên vua Bắc Lương bé nhỏ ỷ vào danh tiếng ở trong quân đội mà có thể coi trời bằng vung sao. Đắc tội với Dược Vương Cốc thì dù có là vua Bắc Lương đi chăng nữa cũng phải cúi đầu nhận tội xin lỗi. Vù! Nghe thấy ông Ngụy nói vậy, những thành viên của Hiệp hội Y Dược đều hít vào một hơi khí lạnh, sau đó đều như bừng tỉnh. Đúng vậy! Dược Vương Cốc là đại tông Y Dược xếp thứ 8 của Hoa Quốc, cũng là chính tông Y Dược. Tông chủ của Dược Vương Cốc Dược Sư Hoàng là thánh y nổi danh của Hoa Quốc từ lâu. Hơn nữa, vai vế cực kỳ cao. Trong giới y học của Hoa Quốc, cụ ta là người có quyền uy và tiếng nói cao nhất. Dù ba vị thần y nổi tiếng khắp Hoa Quốc cũng phải gọi một tiếng tiền bối khi đứng trước mặt Dược Sư Hoàng. Hội trưởng Lý cũng thở phào một hơi, vội vàng nở nụ cười Ninh Hót nói, đúng, 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 ông Ngụy nói rất đúng. Vua Bắc Lương có nổi danh trong quân đội cũng làm sao sánh bằng Dược Vương Cốc được chứ, còn kém xa. Linh Khê Tông là tông môn được Dược Vương Cốc nâng đỡ.
Vua Bắc Lương dám không nể mặt Dược Vương Cốc mà hủy diệt Linh Khê Tông, thật quá quát. Hiệp hội Y Dược Giang Trung chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ ông Ngụy, ủng hộ Dược Vương Cốc. Ông Ngụy, ông muốn chúng tôi làm gì cứ dặn dò. Chỉ là, sau này mọi người phải nhờ cậy ông Ngụy rồi. Nghe thấy câu nói của hội trưởng Lý, ông Ngụy chỉ cười nhạt đáp chuyện nhỏ. Chỉ cần cuộc đàm phán tối nay thành công, địa vị của Hiệp hội Y Dược Giang Trung sẽ được nâng cao. Hội trưởng Lý nghe xong cực kỳ kích động, không ngừng gật đầu bày tỏ sự cảm kích, cảm ơn ông Ngụy, cảm ơn ông Ngụy. Sau này Hiệp hội Y Dược Giang Trung sẽ nghe lời ông Ngụy, nghe lời Dược Vương Cốc. Ông Ngụy gật đầu, cũng coi như đồng ý, nói, được rồi, chuẩn bị cuộc đàm phán tối nay cho tốt. Rõ. Hội trưởng Lý trả lời, lập tức kích động đi sắp xếp. Ông Ngụy nói với 6 tên vệ sĩ, tối nay 6 người các cậu canh giữ bên ngoài nhà hàng. Nếu Tiêu Chính Văn dám có bất cứ hành động nào quá khích thì cứ ra tay, bắt giữ cậu ta. Vâng, thưa ngũ trưởng lão. 6 người đồng loạt gật đầu. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Tối hôm đó, Khương Vi Nhan đưa Tô Tĩnh đến buổi đàm phán. Tiêu Chính Văn không đi cùng. Trước cửa nhà hàng Kim Vũ ở Giang Trung, hội trưởng Lý cùng với đám người đang đợi từ sớm. Thấy Khương Vi Nhan xuống xe. Ông ta vội vàng tiến lên nói, xếp Khương, nghe danh đã lâu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, đúng là bông hoa vàng của giới y dược Giang Trung chúng ta. Khương Vi Nhan xuống xe, cũng khách sáo gật đầu cười nói với hội trưởng Lý, ông quá khen rồi. Ha ha ha, hội trưởng Lý cười vài tiếng, làm động tác mời, nói, xếp Khương, mời vào trong. Dứt lời, mấy người vào trong nhà hàng. Bước vào phòng bao đã được đặt trước. Những người trong phòng thấy Khương Vi Nhan mặc váy dài đen bước vào trong vội vàng đứng dậy, khẽ cười tỏ ý chào hỏi. Đây là Khương Vi Nhan, tổng giám đốc của tập đoàn Vi Nhan, mọi người vỗ tay chào đón cô ấy nào. Hội trưởng Lý đứng bên cạnh giới thiệu cô với mọi người. Những lãnh đạo cấp cao của Hiệp hội Y Dược Giang Trung cũng cười lớn vỗ tay nồng nhiệt. Khương Vi Nhan mỉm cười gật đầu, coi như chào hỏi. Sau đó, tất cả mọi người đều ngồi xuống. Hội trưởng Lý đi thẳng vào vấn đề, xếp Khương, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Khương Vi Nhan cười nói, hội trưởng Lý, có gì cứ nói. Được. Hội trưởng Lý đáp, nhìn nét mặt của mọi người rồi nói, là thế này, xếp Khương, hiện giờ một nửa thị trường y dược của Giang Trung đều nằm trong tay tập đoàn Vi Nhan, một nửa còn lại do Hiệp hội Y Dược chúng tôi nắm giữ. Bây giờ nếu Thanh Vân Tông thuộc về tập đoàn Vi Nhan, đồng nghĩa với việc tập đoàn Vi Nhan sẽ có chỗ đứng ở Giang Trung. Mấy lão già như chúng tôi cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Mục đích của chúng tôi chỉ có một, đồng hành phát triển, để thị trường y dược Giang Trung trở thành thị trường lớn mạnh. Khương Vi Nhan gật đầu nói, mỗi câu nói của hội trưởng Lý đều rất đúng, thế nên, Hiệp hội y dược của các ông định hợp tác thế nào? Nghe xong. Hội trưởng Lý cười nói, cũng không khó lắm, hai bên tăng cường hợp tác, lợi nhuận 37, tập đoàn Vi Nhan 30%, Hiệp hội Y Dược 70%, cô thấy thế nào? Lời vừa dứt, sắc mặt Khương Vi Nhan tối sầm lại. Đòi hỏi quá đáng, quá tham lam. Hội trưởng Lý, chuyện này e là không được, nếu đã là hợp tác thì phải bàn tới sự công bằng. Về mặt lợi nhuận, tập đoàn Vi Nhan chúng tôi có thể nhường một bước. Chúng tôi 40%, các ông 60%. Đây là giới hạn cuối cùng của chúng tôi. Khương Vi Nhan hờ hững nói, không hề mất bình tĩnh, cô giống như một nữ doanh nhân thành đạt thật sự. Dù sao cô từng trải đã lâu, nên đã sớm thay đổi rồi. Nghe vậy, hội trưởng Lý cười nói, xếp Khương, chúng tôi hiểu ý của cô, nhưng Hiệp hội Y Dược có nhiều bên liên quan, tôi còn phải liên tục phối hợp và thảo luận với các thành viên của nhiều đơn vị khác nhau. Cũng phải trả chi phí rất nhiều. Do đó tôi mới muốn chia 37, hay là xếp Khương suy nghĩ thêm xem sao. Dứt lời, hội trưởng Lý nâng ly, nhấp một hớp rượu vang đỏ. Những lãnh đạo cấp cao còn lại của Hiệp hội Y Dược cũng cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan đột nhiên đứng dậy nói, nếu đã như vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Tô Tĩnh, chúng ta đi thôi. Dứt lời. Khương Vi Nhan quay người rời đi. Nhưng lúc này, cửa lớn của căn phòng bị đẩy ra. Ông Ngụy chắp tay sau lưng,
bước vào lạnh lùng nói, một tập đoàn Vi Nhan nhỏ bé mà cũng dám đòi chia 4-6 sao. Tôi chỉ cho cô một cơ hội duy nhất, tất cả thị trường của tập đoàn Vi Nhan đều phải giao cho Hiệp hội Y Dược. Nếu không tôi sẽ không cho cô rời khỏi căn phòng này nửa bước. Chương 828, đánh ông Ngụy. Thấy ông già này bỗng xông vào phòng, Khương Vi Nhan nhíu mày hỏi, ông là ai? Hội trưởng Lý và đám người Hiệp hội Y Dược đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt cung kính chào đón, chào ông Ngụy. Sau đó hội trưởng Lý nhường chỗ của mình rồi mời ông Ngụy ngồi vào đó, hội trưởng Lý đứng bên cạnh ông ta hệt như một con chó. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Khương Vi Nhan càng trở nên khó coi và lạnh lùng. Hội trưởng Lý cũng xoay người lại, giới thiệu cho Khương Vi Nhan, xếp Khương, đây là ông Ngụy Ngụy Hòa Thanh, là trưởng lão của Dược Vương Cốc Đại Tông Y Dược đứng thứ 8 của Võ Tông Hoa Quốc. Gặp được ông Ngụy sao cô còn không chào? Ông ta vừa dứt lời. Những thành viên khác trong Hiệp hội Y Dược cũng lên tiếng trách móc Khương Vi Nhan, phải đó. Sếp Khương, thân phận ông Ngụy cao quý, sao cô không thể hiện lòng kính trọng vậy? Dù cô có là tổng giám đốc tập đoàn Vi Nhan đi chăng nữa, khi gặp ông Ngụy của Dược Vương Cốc cũng phải cúi đầu đấy. Lẽ nào sếp Khương của tập đoàn Vi Nhan xem thường ông Ngụy à? Đối mặt với miệng lưỡi của một đám người, Khương Vi Nhan nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi hơi cúi người nói, chào ông Ngụy. Ông Ngụy dường như rất hưởng thụ cảm giác được mọi người cúi đầu gọi mình là ông Ngụy, lúc này ông ta hời hợt đáp, cô gái, hôm nay tôi cố ý từ Dược Vương Cốc đến Giang Trung, sắp xếp cuộc họp này, mục đích rất đơn giản. Một là tập đoàn Vi Nhan đi theo Hiệp hội Y Dược, hai là tôi sẽ tự tay lấy tập đoàn Vi Nhan, cô tự chọn đi. Nghe ông ta nói vậy, sắc mặt Khương Vi Nhan trở nên khó coi, ông Ngụy, ông có ý gì? Chuyện làm ăn không phải như thế. Nếu cứ khăng khăng làm vậy thì tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải bàn bạc gì nữa. Nói xong, Khương Vi Nhan xoay người định rời đi. Nhưng có hai người đàn ông như thần giữ cửa đứng ngay ở cửa căn phòng, trên người cũng toát ra cảm giác lạnh lẽo và áp bức kinh người. Cô gái, tôi không cho cô đi thì cô có thể đi được sao? Ông Ngụy ngồi ở vị trí hội trưởng cười nhạo. Khương Vi Nhan cau mày quay đầu lại nhìn ông Ngụy, rồi lại nhìn hội trưởng Lý nói, hội trưởng Lý. Đây là cách chào đón khách của ông sao? Hiệp hội Y Dược các ông bàn chuyện làm ăn như vậy à? Hội trưởng Lý cũng cởi bỏ lớp mặt nạ giả tạo xuống nói, sếp Khương, thật xin lỗi, chuyện này do ông Ngụy quyết định, tôi chỉ là người thực hiện thôi. Nếu cô muốn rời khỏi đây thì phải đồng ý với điều kiện của chúng tôi, cũng tránh sau này xảy ra hiểu lầm gì đó. Ông, các ông, Khương Vi Nhan hoàn toàn tức giận nói, không thể nào. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý với điều kiện của các ông. Nếu chồng tôi mà biết được, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho các ông đâu. Ha ha ha. Ông Ngụy bỗng bật cười thành tiếng, ông ta đứng dậy, hai tay chắp sau lưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Khương Vi Nhan nói, chồng cô à. Cái tên vua Bắc Lương đó sao? Vừa lúc tôi cũng muốn tính sổ với cậu ta. Nghe đối phương biết thân phận của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan khẽ run lên. Ông Ngụy nói tiếp, người bình thường khi nghe đến cái tên vua Bắc Lương thì nhất định sẽ khiếp sợ không thôi, thậm chí còn quỳ lạy ngay lập tức, nhưng tôi không sợ bởi vì tôi là trưởng lão của Dược Vương Cốc. Dù có là vua Bắc Lương, bây giờ nếu cậu ta đứng trước mặt tôi cũng có thể khiến cậu ta cúi đầu. Ông ta vừa dứt lời. Cửa phòng bao bỗng bị đá ra từ bên ngoài, hai tên vệ sĩ gác cửa cũng bị đá văng lên bàn, sau đó lăn xuống đất bất tỉnh, không rõ sống chết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa. Vậy à, ông nói sẽ khiến tôi cúi đầu trước ông sao? Tiêu Chính Văn từ ngoài cửa bước vào, vẻ mặt rất bình thản, lạnh lùng nhìn đám người trong phòng, sau đó mới nhìn ông Ngụy. Thấy Tiêu Chính Văn bỗng bước vào, Khương Vi Nhan cũng thở phào rồi chạy đến cạnh anh, lộ ra vẻ mặt uất ức. Tiêu Chính Văn vỗ vai cô nói, yên tâm đi, để anh giải quyết. Sau đó anh lại nhìn đám người ông Ngụy. Lúc này ông Ngụy cũng xa sầm mặt mày, nhìn hai tên vệ sĩ ngã dưới đất, cảm thấy tức giận khôn nguôi. Đám người hội trưởng Lý bên cạnh ông ta đã sợ hãi toát đầy mồ hôi lạnh, hoảng sợ nhìn Tiêu Chính Văn bỗng bước vào. Đây chính là vua Bắc Lương sao? Trẻ như vậy, người này đem đến cho họ cảm giác vô cùng áp bức. Chỉ một ánh nhìn thôi đã khiến tim họ đập thình thịch. Lúc này sắc mặt ông Ngụy rất khó coi, tức giận nhìn Tiêu Chính Văn.
trầm giọng nói, cậu chính là vua Bắc Lương sao? Hay cho cậu, quả nhiên như lời đồn, không xem ai ra gì, kiêu ngạo tự đại, ngay cả người của Dược Vương Cốc mà cậu cũng dám ra tay. Tôi khuyên cậu nên xin lỗi ngay, nếu không tôi mà tức giận thì cậu không thể chịu được đâu. Nghe thế, Tiêu Chính Văn không nổi giận mà bật cười nói, ồ, vậy à, vậy tôi muốn xem thử bộ dạng tức giận của lão già ông ra sao. Dứt lời, Tiêu Chính Văn ra đòn, vung tay đánh mạnh lên mặt ông Ngụy. Bốp, ngay lập tức, ông Ngụy bay lên lộn mấy vòng trên không trung, sau đó rơi bịch xuống đất làm vỡ cái ghế ở đằng sau ông ta. Cả phòng bao lập tức rơi vào tĩnh lặng. Mọi người đều trợn mắt, hít một hơi khí lạnh, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Vua Bắc Lương lại dám ra tay đánh ông Ngụy. Đó là trưởng lão Dược Vương Cốc đấy. Thân phận tôn kính biết bao. Toang rồi. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này ông Ngụy bị đánh ngã nhào xuống đất kêu lên đau đớn, trên nửa mặt đang chảy máu lại, miệng be bét máu bỏ dậy, tức giận nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu lại dám đánh tôi. Làm phản rồi, Dược Vương Cốc tôi thề không tha cho vua Bắc Lương cậu. Người đâu? Ngay sau đó, lại có bốn vệ sĩ xông vào phòng bao. Họ kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng mặt mày dính đầy máu của ông Ngụy. Ông Ngụy, ai đánh ông vậy? Một vệ sĩ trong đó bước đến kiểm tra vết thương của ông Ngụy. Ông Ngụy tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, là cậu ta, mau bắt cậu ta lại cho tôi. Vâng. Bốn tên vệ sĩ lập tức bao vây Tiêu Chính Văn, khí thế hừng hực, bừng bừng sát khí. Trong đó có một vệ sĩ chiến thần và ba vệ sĩ quân vương. Tiêu Chính Văn nhìn xung quanh, điềm nhiên giơ tay ra, bốn tên đó bỗng ngã xuống đất. Tay ôm ngực và tay chân kêu gào thảm thiết trong ánh mắt sửng sốt của mọi người. Lúc này ông Ngụy cảm thấy hoảng sợ. Ông ta sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn đang bước đến chỗ mình nói, cậu muốn làm gì? Tôi nói cho cậu biết, tôi là trưởng lão của Dược Vương Cốc, cậu mà làm như vậy sẽ đắc tội với Dược Vương Cốc. Đến lúc đó cậu phải đối diện với cơn phẫn nộ của Dược Vương Cốc, đừng nói là tập đoàn Vi Nhan, cả Giang Trung này cũng không chịu nổi đâu. Ồn quá! Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, anh giơ tay tát ông ta một bạt tai, khiến răng ông ta rơi hết ra ngoài. Sau đó anh túm lấy cổ áo ông Ngụy kéo ông ta lại gần, lạnh lùng nói, ông Ngụy phải không? Hôm nay tôi không giết ông là để ông về nói lại với người của Dược Vương Cốc, nếu họ dám đến Giang Trung thì 300.000 lính của quân Phá Long Bắc Lương nhất định sẽ đến thăm Dược Vương Cốc đấy. Chương 829, Tiêu Chính Văn đấu với Võ Thương Phá. Ông Ngụy bị câu nói của Tiêu Chính Văn làm cho khiếp sợ cả người run lẩy bẩy, trán ướt đẫm mồ hôi. Ông ta sững sờ, hoàn toàn bị khí thế của Tiêu Chính Văn áp đảo. Đáng sợ quá. Giờ phút này, ông ta có cảm giác mình bị thần chết tóm lấy rồi vứt đến một đất nước chết chóc. Hơi thở đáng sợ của Tiêu Chính Văn khiến ông ta như người mất hồn. Ông Ngụy chỉ là một kẻ chuyên tâm vào y học không hề có chiến lược gì cả. Lần này tới đây cũng là từ ông Ngụy đề xuất đại diện cho Dược Vương Cốc đến đàm phán với Tiêu Chính Văn. Chính là vì sự tự cao tự đại của Dược Vương Cốc, họ cứ nghĩ rằng chỉ cần cử một trưởng lão đến để làm vua Bắc Lương sợ là được. Như thế nếu vua Bắc Lương chịu thua thì Dược Vương Cốc có thể ngẩng cao đầu nói với người đời rằng cho dù có là vua Bắc Lương thì khi gặp Dược Vương Cốc cũng phải cúi đầu. Như vậy còn có thể làm tăng thêm danh tiếng của Dược Vương Cốc. Nhưng Ngụy Hòa Thanh không ngờ Tiêu Chính Văn lại là người cứng rắn như vậy. Hơn nữa còn rất ngang ngược, bá đạo. Sau đó Tiêu Chính Văn buông tay ra, Ngụy Hòa Thanh ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lúc này Tiêu Chính Văn nhìn các thành viên Hiệp hội Y Dược trong phòng, rồi nói, còn các người nữa, tôi cũng cảnh cáo các người, đừng làm tay sai vặt cho người khác, nếu không đến lúc đó có thành ma thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Anh nói vậy khiến mọi người run rẩy. Sau đó Tiêu Chính Văn dẫn Khương Vi Nhan và Tô Tĩnh rời khỏi phòng. Không ai dám cản đường. Sau khi họ đi khuất, hội trưởng Lý mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Trời ạ, ông Ngụy, ông không sao chứ? Lúc này hội trưởng Lý mới nhớ đến ông Ngụy còn ngồi bệt dưới đất, vội vàng chạy đến đỡ ông ta dậy. Sắc mặt Ngụy Hòa Thanh xanh mét, trong mắt hiện lên ngọn lửa giận. Gầm gừ, được. Được lắm, hay cho một tên vua Bắc Lương dám ngông cuồng, không xem ai ra gì như vậy,
dám xem thường Dược Vương Cốc. Hay lắm, tôi sẽ khiến cậu ta phải hối hận. Nghe ông ta nói thế, đám người đều biết ông Ngụy đã nổi giận thật rồi. Hơn nữa còn nổi cơn lôi đình. Hội trưởng Lý thử dò hỏi, ông Ngụy, thế ông định làm thế nào? Vua Bắc Lương không phải là người đơn giản đâu, cậu ta là cường giả vô địch ở chiến khu Hoa Quốc chúng ta đấy, muốn đối phó với cậu ta thì phải lên kế hoạch lâu dài. Hừ, ông Ngụy lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó nhận lấy khăn hội trưởng Lý đưa lau máu trên mặt nói, cường giả chiến khu, ha ha, thế thì đã sao? Cậu ta tưởng rằng Dược Vương Cốc không có ai thật à? Dứt lời, ông Ngụy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói, thất tuyệt thất sát, 14 người các cậu lập tức đến Giang Trung ngay. Nghe đến cái tên thất tuyệt thất sát, đám người hội trưởng Lý sởn cả tóc gáy. Ông Ngụy, thất tuyệt thất sát này là ai vậy? Hội trưởng Lý hỏi. Ông Ngụy lạnh lùng nói, là tử sĩ là tôi nuôi dưỡng, có tất cả 14 người, ai cũng là cường giả võ đạo. Tôi không tin 14 cường giả cảnh giới đại sư võ đạo đỉnh cao lại không đánh lại được một vua Bắc Lương nhỏ bé. Vù! Mọi người chấn động hít sâu một hơi. 14 cường giả cảnh giới đại sư võ đạo đỉnh cao. Khủng khiếp quá rồi đấy. Thế chẳng phải là tương đương với 14 cường giả chiến thần huyền cấp 3 sao trong quân đội rồi sao? Ai có thể cản được chiến lực như vậy chứ? Đám người hội trưởng Lý cũng nở nụ cười nham hiểm. Bên này, sau khi Tiêu Chính Văn đưa Khương Vi Nhan về nhà thì cô vẫn còn lo lắng hỏi, chồng à, anh đánh ông Ngụy như vậy chẳng phải là đắc tội với Dược Vương Cốc sao? Sẽ không có chuyện gì chứ? Em nghe nói Dược Vương Cốc có địa vị rất cao trong võ tông Hoa Quốc, nhất là Dược Sư Hoàng gì đó, có thể nói ông ta là người đầu tiên trở thành nhân vật lịch sử trong giới Đông Y. Nếu người của Dược Vương Cốc muốn đối địch với anh thật thì chúng ta phải làm sao đây? Tiêu Chính Văn xoa mặt Khương Vi Nhan cười nói, không sao đâu, chỉ là một Dược Vương Cốc thôi mà, không gây ra sóng gió gì đâu. Nếu họ không biết thức thời thì dĩ nhiên chồng em sẽ có cách đối phó với họ. Em cứ nghỉ ngơi trước đi, anh còn phải ra ngoài xử lý chút chuyện riêng. Anh đi đâu thế? Khương Vi Nhan quan tâm hỏi. Tiêu Chính Văn cười nói, đừng lo lắng cho anh sẽ về nhanh thôi. Dứt lời Tiêu Chính Văn ra khỏi biệt thự. Một mình anh lái xe đến võ đài khu vực phía tây của Giang Trung. Cả võ đài khu phía tây là căn cứ huấn luyện bỏ hoang của quân khu Giang Trung trước đây. Trong màn đêm, võ đài khá vắng vẻ. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng người đeo thanh kiếm cực lớn sau lưng đứng trong bóng đêm, hơi thở đáng sợ lưu chuyển trong cơ thể. Hơi thở này rất có cảm giác áp bức. Cứ như tạo ra một rào cản vô hình. Lúc này Tiêu Chính Văn lái xe đến võ đài. Đèn xe sáng chói rọi về phía trước. Tiêu Chính Văn ngồi trong xe cau mày nhìn người bị đèn xe rọi đến đó. Sau đó anh tắt đèn, mở cửa bước xuống xe, hai tay đút vào túi quần từng bước đến trước đầu xe nhìn người đàn ông đeo kiếm. Không khí dần dần lưu chuyển. Bầu không khí xung quanh cũng bị đè nén đến cực điểm. Áp suất thấp khiến người ta dùng mình bao quanh hai người họ. Lúc này một con quạ bay trên không trung kêu lên một tiếng kinh hoàng, bay qua giữa hai người. Một chiếc lông màu đen cũng lắc lư rơi xuống giữa không trung. Nhưng chính vào lúc này, mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động. Không khí đình trệ, thời gian ngưng đọng lại. Chiếc lông đang rơi xuống cũng ngừng lại ở giữa hai người. Ngay sau đó, khi chiếc lông rơi xuống lần nữa, hai chân võ thương phá lưng đeo thanh kiếm cực lớn đó đã đạp xuống đất rút mạnh thanh kiếm sau lưng ra rồi bật nhảy lên, hắn vội giơ cao kiếm chém về phía Tiêu Chính Văn. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Không khí ngưng đọng xung quanh như bị vỡ tan. Nhát kiếm này của võ thương phá có uy lực cực lớn, lúc chém xuống còn có thể nghe thấy tiếng xé toạc không khí. Trong tích tắc, nhát kiếm này đã chém đến đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Nhưng Tiêu Chính Văn lại tiến đến. Giơ tay lên rút con dao quân đội năm cạnh ra, sau đó vung lên giữa không trung. Phút phút phút, xiềng xích của con dao quân đội năm cạnh lóe lên ánh sáng lạnh băng chói mắt tạo ra đường cong hình lưỡi liềm trong không trung, sau đó bỗng chạm vào thanh kiếm. Keng, tiếng vũ khí va chạm với nhau vang lên rất rõ ràng, vang vọng xung quanh. Trong không trung cũng xuất hiện vài tia lửa. Võ thương phá lập tức nhảy về phía sau. Thanh kiếm trong tay nặng nề chém xuống đất, cắt mặt đất thành một khe hở cực lớn. Hắn không ngừng lui về sau,
ngay cả người lẫn kiếm cũng lùi về sau 6-7 mét. Mặt đất để lại một đường dài 6-7 mét do bị kiếm chém xuống. Tất nhiên Tiêu Chính Văn cũng không dễ chịu gì. Hai chân anh trở thành một đường dài 7-8 mét ngay tại chỗ. Con dao quân đội năm cạnh cũng nhanh chóng quay về trong tay. Nhưng hiển nhiên Tiêu Chính Văn đã bị thương. Giữa ngón cái và ngón giữa nứt toác chảy máu. Chương 830, chiến đấu. Tiêu Chính Văn cau mày. Mạnh, rất mạnh. Không ngờ thực lực của người này lại mạnh đến vậy. Kể từ khi Tiêu Chính Văn gia nhập quân đội, tung hoành ngang dọc, hiếm khi gặp đối thủ. Ngoại trừ khoảng thời gian trước ở nhà họ Viên, lúc đó anh chỉ mới đạt tới cảnh giới 6 sao nên đánh không lại Viên Thiên Kiệt đã ở cảnh giới bán bộ thiên vương ra, thì chưa từng thua ai. Nhưng hôm nay, người đàn ông trẻ tuổi cầm thanh kiếm trước mặt có thực lực rất mạnh, ngang sức với anh. Thậm chí xét về mức độ nào đó thì khả năng khống chế sức mạnh của đối phương còn mạnh hơn anh. Chỉ một nhát kiếm đã khiến anh rơi vào nguy hiểm. Khoảnh khắc này, trong lòng Tiêu Chính Văn cực kỳ cảnh giác, trên người cũng dâng lên tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Lúc này ở phía đối diện, Võ Thương Phá cũng không dễ chịu gì. Đôi mắt sáng ngời của hắn như có linh hồn nhìn chòng chọc vào Tiêu Chính Văn ở phía đối diện, thầm ngạc nhiên và kích động không kém Tiêu Chính Văn. Tên này rất mạnh. Trong cùng cảnh giới, không ai có thể trụ được dưới nhát kiếm của hắn. Tiêu Chính Văn là người đầu tiên. Lúc này, hai tay Võ Thương Phá cầm chuôi kiếm, không cử động. Không phải hắn không muốn cử động mà giờ cánh tay hắn đã bị tê vì cú đánh vừa nãy. Thậm chí lòng bàn tay đã bị thương, máu tươi từ từ rỉ ra. Khoảnh khắc này, hai người vô cùng cảnh giác quan sát đối phương, không ai dám manh động. Võ Thương Phá chậm rãi nâng kiếm lên, vô cùng cẩn trọng nhìn Tiêu Chính Văn ở đối diện rồi lên tiếng, anh rất mạnh. Thật ra trước khi tới, Võ Thương Phá còn khinh thường Tiêu Chính Văn. Vốn dĩ hắn định đánh nhanh thắng nhanh, xem thử sức mạnh vua Bắc Lương của Hoa Quốc như thế nào. Nếu quá tệ thì hắn sẽ dạy dỗ đối phương, cũng xem như hoàn thành việc mà ông Long giao phó. Nhưng bây giờ Võ Thương Phá biết mình đã sơ suất rồi. Dường như Tiêu Chính Văn còn mạnh hơn bản thân hắn nữa. Cùng lúc đó, một ngọn lửa đã lâu không được thắp sáng trong đáy lòng hắn đang bùng cháy hừng hực. Đó là khát vọng với đối thủ, là sự cuộn trào của tinh thần chiến đấu. 27 năm, Võ Thương Phá chưa từng rời khỏi Võ Thần Tông, hắn cứ luyện công rồi lại luyện công. Hắn đã luyện tới cảnh giới không ai có thể đánh lại một chiêu của hắn. Hắn luyện tới mức bản thân hắn quên đi ý nghĩa và phương hướng của việc luyện công. Cho đến ngày hôm nay, Võ Thương Phá mới nhận thấy hắn đã có phương hướng và mục tiêu mới. Bây giờ, hắn rất mong được đấu một trận với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nhìn người đàn ông tay cầm kiếm ở đối diện, trầm giọng hỏi anh là ai? Võ Thương Phá. Võ Thương Phá dửng dưng nói ra tên của mình. Nhưng lại không nhắc tới thân phận thiếu tông chủ của Võ Thần Tông. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn nhíu mày lại, anh hoàn toàn không biết đến cái tên này. Anh nói, con dao phóng ra ban ngày là của anh phải không? Phải. Võ Thương Phá trả lời. Vì sao anh lại khiêu chiến với tôi? Tiêu Chính Văn lại hỏi. Lúc này Võ Thương Phá đã giương kiếm lên, bình thản nói, để hoàn thành nhiệm vụ mà ông ấy giao cho tôi, cũng vì rèn luyện. Nghe thấy mấy lời này, Tiêu Chính Văn nhăn mặt hỏi ngược lại, ai giao nhiệm vụ cho anh? Không thể nói, đánh thắng tôi thì anh sẽ biết. Võ Thương Phá nói, trong mắt tỏa ra ánh sáng sắc bén. Đột nhiên hắn giẫm mạnh hai chân xuống đất, mặt đất nứt toác, sau đó hai tay hắn cầm thanh kiếm đen cực lớn chém về phía Tiêu Chính Văn. Thanh kiếm đen đó cao bằng một người. Lúc chém ngang, lưỡi kiếm phản chiếu tia sáng lạnh lẽo đến thấu xương dưới ánh trăng ảm đạm. Nhát kiếm này đủ để chém xe tăng làm hai, huống hồ là một người. Ngoài ra, nhát kiếm này của Võ Thương Phá có tốc độ cực nhanh, cứ như tia chớp lóe lên trong nháy mắt. Thậm chí khoảnh khắc hắn xông tới, đã tạo ra một làn sóng vô hình giữa lưỡi kiếm và cơ thể hắn. Tiêu Chính Văn cũng không chịu thua kém, đột nhiên anh nghiêng người và lao tới như con báo linh hoạt. Khi giơ tay lên, con dao quân đội năm cạnh trong tay Tiêu Chính Văn đối diện trực tiếp với thanh kiếm. Keng! Bỗng chốc âm thanh vang lên như sấm rền. Lưỡi kiếm va chạm với con dao quân đội năm cạnh,
phát ra tia lửa, sau đó dừng ở giữa không trung. Hai bên bắt đầu đối kháng, nhưng lại không hề nhúc nhích. Võ Thương Phá ngay lập tức dùng thanh kiếm đánh xuống, tựa như lưỡi liềm, muốn một nhát đánh bay Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cau mày, anh trở mình nhảy ra sau, đồng thời chân đang mang đôi giày ra đá vào thanh kiếm. Keng, Tiêu Chính Văn mượn lực đàn hồi, nhanh chóng lùi về sau vài mét rồi tiếp đất vững vàng. Võ Thương Phá thu lại thanh kiếm, ầm, mũi kiếm nặng nề cắm vào mặt đất, bỗng chốc tạo thành hình mạng nhện xung quanh. Cùng lúc đó, Võ Thương Phá bật cười, giơ tay lên lấy mấy cây kim châm ra khỏi vai phải của mình, phủi bay đi và nói thủ đoạn được đó. Tiêu Chính Văn cười nhạt, giật mạnh chiếc áo sơ mi mới bị mũi kiếm xé rách ở trên ngực, nói anh cũng không kém. Lúc này, anh cầm con dao quân đội năm cạnh trong tay, ánh sáng sắc lạnh của những cây kim châm tỏa ra giữa những ngón tay. Khoảnh khắc anh nhảy về phía sau, tay trái của anh bắn ra mấy tia sáng màu vàng. Tất cả đều xuyên thủng cánh tay phải của Võ Thương Phá. Gió lạnh thổi qua, hai người đứng ở võ đài, ý chí chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt. Lúc này, Võ Thương Phá đột nhiên thu kiếm lại, sau đó chắp tay sau lưng, hai mắt lập lòe ánh sáng, nói anh rất mạnh, là đối thủ mạnh nhất mà tôi gặp. Hy vọng sau này chúng ta còn có thể đấu thêm lần nữa. Nói xong, Võ Thương Phá xoay người chuẩn bị rời đi. Trước khi hắn đi lại nói thêm một câu, vua Bắc Lương, cẩn thận ông Long, cẩn thận Võ Thần Tông. Tôi chỉ có thể làm được như này. 3 tháng sau tôi sẽ tiến vào cảnh giới Thiên Vương. Tôi mong là lúc đó anh cũng có thể trở thành cường giả Thiên Vương. Nếu lúc đó anh còn chưa đột phá bán bộ Thiên Vương, vậy tôi sẽ chém chết anh không thương tiếc. Dứt lời, Võ Thương Phá nhân lúc trời tối, biến mất trong tầm nhìn của Tiêu Chính Văn. Lúc này, Tiêu Chính Văn đứng ở chỗ cũ, hai tay đút vào túi quần, chân mày cau lại, lộ vẻ vô cùng nghiêm trọng. Nghe ý trong câu nói cuối cùng của Võ Thương Phá thì chuyện hôm nay là do ông Long bày ra. Ông ta đã biết mình nghi ngờ ông ta rồi sao? Hơn nữa, chuyện này lại còn có bóng dáng của Võ Thần Tông. Chẳng lẽ vụ thảm sát nhà họ Tiêu năm đó có liên quan với Võ Thần Tông? Trong phút chốc, Tiêu Chính Văn cảm nhận được áp lực chưa từng có. Võ Thần Tông tông môn lớn nhất của Hoa Quốc, cũng là người dẫn đầu của Võ Tông của Hoa Quốc. Nền tảng bên trong thâm sâu không lường được. Anh phải trở nên mạnh hơn. Khoảnh khắc này, trong lòng Tiêu Chính Văn tràn đầy khát vọng phải trở nên mạnh hơn. Chỉ khi đủ mạnh, mạnh tới mức khiến ông Long và Võ Thần Tông không dám xem thường, Tiêu Chính Văn mới có thể bảo vệ được Khương Vi Nhan và Nana, mới bảo vệ được những thứ mà anh trân quý. Đồng thời, người xung quanh anh cũng cần phải nhanh chóng trưởng thành và trở nên mạnh hơn. Bởi vì Tiêu Chính Văn cảm thấy sắp có sự thay đổi lớn. Mà trước lúc đó, anh phải trở nên mạnh hơn, nhanh chóng đột phá cảnh giới Thiên Vương. Chẳng mấy chốc, Tiêu Chính Văn quay về biệt thự. Cùng lúc đó, ở chỗ Dược Vương Cốc có 14 bóng người bặm trợn, nhân lúc trời tối lên máy bay chuyên dụng rồi hạ cánh tại sân bay Giang Trung. Chương 831, Người đẹp hoàn mỹ. Buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Chính Văn ra ngoài cùng Khương Vi Nhan. Tối nay có buổi tiệc quan trọng, Khương Vi Nhan nhất định phải thay mặt tập đoàn Vi Nhan tham gia. Cô vốn mang vẻ đẹp tự nhiên, kiểu mà rất nhiều người phải thèm thuồng, nhưng cô rất coi trọng buổi tiệc tối nay nên quyết định trang điểm nghiêm túc một chút. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn lái xe cả tiếng đồng hồ mới tới một khu phố yên tĩnh, nơi mang nhiều đặc trưng của Giang Trung. Ở Giang Trung hiện giờ rất khó tìm được con phố như thế này. Cuối khu phố này có một ngôi nhà mang phong cách cổ xưa, tầng 1 và tầng 2 mang đặc trưng của khu vườn Giang Trung, cổ kính mà yên bình, có cảm giác như xuyên không về thời kỳ trước. Chiếc xe đậu ở cửa, Tiêu Chính Văn cẩn thận quan sát nơi cổ kính đó, anh ít khi tới những nơi như vậy, muốn ngắm nhìn thật không dễ dàng. Ngôi nhà nhỏ này em nghĩ ít nhất cũng phải trên 100 triệu tệ nhỉ. Tiêu Chính Văn hờ hững nói, sao vậy, đây là biệt thự riêng của bạn em à? Khương Vi Nhan sửa sang lại quần áo và đầu tóc, cười nói, vâng, gần đây em mới quen một người bạn mới, là nhà tạo mẫu, người Giang Trung chính gốc, vừa trở về từ nước ngoài. Tài nghệ của cô ấy rất giỏi, bình thường phải đặt trước mới được, hôm nay đưa anh tới để xem. Anh sao? Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn quần áo của mình, ừ, đúng là đã cũ.
nhưng lúc ra khỏi cửa Khương Vi Nhan cũng không nói là sẽ tới tìm người tạo mẫu riêng. Thôi vậy, vợ thích là được. Khương Vi Nhan bảo anh xuống xe, đi qua cửa lớn bước vào trong sân, vừa đi được mấy bước đã nhìn thấy một cô gái mặc áo cổ chữ V khoét ngực màu trắng ra tiếp đón. Vi Nhan, không ngờ cậu tới nhanh thế. Tiêu Chính Văn thấy người phụ nữ mang theo làn gió tươi mát ra đón liền có cảm giác đây là người phụ nữ có sức hấp dẫn mê người. Chiếc áo sơ mi trắng được nới lỏng ba cúc áo, từ ngoài có thể thấy được khuôn ngực đầy đặn, hai cánh tay trắng nõn như sữa, nhất là nụ cười đậm chất phụ nữ trưởng thành, vừa hào phóng vừa quyến rũ. Đúng, chính là quyến rũ. Người phụ nữ này quả thực đã tỏa ra hormone nữ tính. Có thể đánh giá vòng một của cô ta ít nhất cũng phải cỡ D, thậm chí hơn. Tỷ lệ cân đối, đối lập hoàn toàn với vòng eo săn chắc kia. Hơn nữa, người phụ nữ này không hề để tâm đến việc ăn mặc hở hang trước mặt người khác, từ việc cô ta nới ba cúc áo trên cùng có thể nhìn ra, cô ta rất tự nhiên phóng khoáng. Không hổ là nhà tạo mẫu chuyên nghiệp mới về nước, ăn mặc trang điểm cũng rất phóng khoáng. Đều nói đàn ông phải có ngực vạm vỡ. Phụ nữ sao lại không cần ngực chứ? Có bộ ngực lớn là có được thiên hạ. Có sự nghiệp như vậy thì con cháu đời sau không phải khổ cực nữa rồi. Và lại, khi cô ta bước tới, khuôn ngực của cô ta phập phồng lên xuống khiến đàn ông không thể rời mắt. Ôi! Cực phẩm! Trong nước bao giờ mới có tư tưởng phóng khoáng như vậy chứ? Không thể không nói, người phụ nữ trước mặt có vóc dáng cơ thể cực phẩm. Dưới ánh mặt trời, người khác có thể nhìn thấu quá nửa cảnh đẹp sau lớp áo sơ mi, đường cong của nó thật khó mà tưởng tượng được. Huống hồ, cô ta mặc chiếc váy ngắn bó sát ôm mông, bộc lộ hết đường cong của bờ mông đầy đặn. May mà tâm trí Tiêu Chính Văn vững vàng, chỉ liếc một cái liền chuyển rời tầm mắt ngay. Dẫu sao thì trong mắt anh, Khương Vi Nhan mới đẹp nhất. Người phụ nữ này còn kém một chút so với Vi Nhan. Toàn thân đối phương toát lên vẻ quyến rũ. Cười tươi chạy tới, kéo lấy cánh tay của Khương Vi Nhan nói, Vi Nhan, cậu tới mà không báo cho mình một tiếng. Đây là... Sau đó, cô ta chú ý tới Tiêu Chính Văn đứng bên cạnh, ánh mắt hơi phấn khích hỏi. Tiêu Chính Văn, mình đã từng nhắc tới, chồng của mình, tối nay anh ấy tham dự buổi tiệc với mình. Khương Vi Nhan giới thiệu ngắn gọn, sau đó nói với Tiêu Chính Văn, Tiêu Chính Văn, đây là Tiêu Nhược Lam, là bà chủ của studio này. Thế nào, rất xinh đẹp đúng không? Còn xinh hơn mấy ngôi sao nổi tiếng nhỉ? Rất xinh đẹp, nhưng trong mắt anh, vợ anh mới là xinh đẹp nhất. Hai mắt Tiêu Chính Văn quét qua gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược Lam, sau đó cúi đầu nói cười ha ha với Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan trợn mắt nhìn anh, nói, dẻo miệng. Chào anh, tôi là Tiêu Nhược Lam. Người đẹp ngực lớn rất lễ phép đưa tay ra, ánh mắt kinh ngạc dần biến mất. Mỉm cười rạng rỡ nói, không ngờ chúng ta lại cùng họ. Ngày trước có nghe Vi Nhan nhắc tới anh, hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh chàng đẹp trai hiếm có. Ha ha, có thể cùng họ với người đẹp ưu tú như cô là vinh hạnh của tôi. Tiêu Chính Văn khẽ cười, rồi nhẹ nhàng bắt tay với cô ta. Tiêu Nhược Lam nghe xong liền nhếch miệng, đôi mắt quyến rũ lấp lánh tia sáng. Cô ta cười lên rất đẹp, không kém gì Khương Vi Nhan. Có một loại ma lực hấp dẫn người khác, khiến trái tim người đối diện bất giác đập thình thịch. Đi thôi, theo tôi vào trong. Tiêu Nhược Lam cười nói. Tiêu Chính Văn liếc thấy có một chiếc xe sang trọng đậu trong sân, bên trong nuôi một con chim khổng tước và con hổ trong lồng. Rất ngưỡng mộ nói, người đẹp Nhược Lam, không ngờ cô còn nuôi những loài động vật này, đúng là bản lĩnh, hơn nữa chiếc xe này có giá trị không tầm thường. Khương Vi Nhan nghiêng đầu kỳ quái nhíu mày nhìn Tiêu Chính Văn. Nhưng anh căn bản không nhìn thấy. Với tư cách là nhà tạo mẫu cao cấp, thu nhập mỗi năm của Tiêu Nhược Lam không hề nhỏ, có rất nhiều ông chủ của công ty lớn từ nơi khác tới, những người này cực kỳ giàu có, nên không thiếu tiền, vì vậy đối với Tiêu Nhược Lam tiền chỉ là một con số, nói chuyện tiền nong thì hơi dung tục. Cô ta rất ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn, tay vuốt mái tóc dài mượt nói, không ngờ anh lợi hại như vậy. Tuy tôi không bằng những đại gia khác nhưng vẫn có thể cố gắng duy trì cuộc sống. Tiêu Nhược Lam nhanh chóng dẫn hai người vào bên trong. Studio của cô ta bài trí theo phong cách cổ điển, hơn nữa cũng khá đắt khách, mặc dù không nhiều khách tới nhưng mỗi gian phòng đều có người nghiêm túc tạo mẫu. Hơn nữa thân phận của những vị khách này không tầm thường,
thậm chí có cả những chàng trai trẻ mới nổi. Lúc Tiêu Nhược Lam đi qua mỗi gian phòng đều cười chào hỏi với họ. Tiêu Nhược Lam dẫn hai người họ vào một phòng đơn sang trọng trên tầng 2, rõ ràng đây là studio riêng của cô ta, xem ra, cô ta sẽ đích thân tạo mẫu cho Khương Vi Nhan. Tiêu Chính Văn, anh đợi một chút, tôi tạo mẫu cho Vi Nhan trước. Tiêu Nhược Lam vừa nói vừa bắt đầu chuẩn bị, thân là nhà tạo mẫu đẳng cấp trong ngành, lại còn trở về từ nước ngoài, nên trình độ của cô ta đã đạt tới mức hoàn hảo. Mặc dù trong phòng có hai người đẹp, ngắm nhìn thôi cũng cảm thấy thích thú, nhưng Tiêu Chính Văn chỉ ngồi không cũng rất vô vị, không lâu sau anh liền ngủ quên trên ghế sofa. Một tiếng sau, Tiêu Nhược Lam tạo mẫu xong cho Khương Vi Nhan, cô ta mới đánh thức Tiêu Chính Văn. Mau dậy đi, anh xem Vi Nhan nhà anh có đẹp không? Tiêu Nhược Lam cười híp mắt đánh thức Tiêu Chính Văn, hai tay khoanh trước ngực đè ép ngọn núi đầy đặn, đắc ý nhìn Khương Vi Nhan. Đây là tác phẩm của cô ta. Tiêu Nhược Lam khoanh tay trước ngực, căn bản không nhận thấy hành động này của mình gợi cảm thế nào, là vũ khí sát thương tuyệt mật đối với rất nhiều đàn ông. Ngọn núi đầy đặn như con thỏ trắng lớn suýt chút nữa đã thoát ra khỏi lớp áo sơ mi. Chương 832, ở chung một phòng với người đẹp. Đặc biệt là bộ ngực bị đè nén dưới hai tay kia, đường cong thật lớn, khiến miệng người nhìn đối diện khô khốc, cơ thể cứ nóng bừng dạo dực. Tiêu Chính Văn vừa liếc mắt đã thấy cảnh tượng khiến đàn ông chảy máu mũi, may mà anh có tinh thần thép, không thì sẽ lúng túng đến mức nào đây. Cô ta đúng là nữ yêu tinh. Tiêu Chính Văn đưa mắt sang Khương Vi Nhan đứng trước gương, khi anh nhìn thấy cô, suýt nữa thì chảy máu mũi lần hai, hơn nữa còn là loại vô cùng kích thích. Dùng bốn từ xinh đẹp chói lóa rất thích hợp để miêu tả cô lúc này, Tiêu Chính Văn thấy cô mới đúng là thiên sứ bước ra từ thiên đường. Trên người cô mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ, sau lưng khoét sâu hình chữ V, để lộ một tấm lưng trắng nõn, cực kỳ mê người. Tóc cô búi cao, gương mặt thanh tú. Khác hẳn cách ăn mặc thường ngày, trông cô vừa cao quý vừa trang nhã. Hơn nữa, chiếc váy dạ hội cực kỳ hợp với Khương Vi Nhan, để lộ tấm lưng nõn nà, phía trước vừa vặn ôm lấy vòng một của cô, đường cong hình chữ S, đặc biệt là vòng một chẳng hề thua kém Tiêu Nhược Lam. Khương Vi Nhan quay người, vừa hay chạm phải ánh mắt si mê của Tiêu Chính Văn, cô nhếch miệng cười. Khương Vi Nhan rất vui, ít nhất thì ánh mắt của chồng cô không thể rời khỏi cô được. Là một phụ nữ, thấy chồng mình như vậy hẳn sẽ rất kiêu ngạo. Vợ à, em thật sự rất đẹp. Tiêu Chính Văn khen ngợi. Khương Vi Nhan đắc ý cười nói, vậy em ra ngoài trước, cậu trang điểm thật đẹp trai cho anh ấy nha. Khương Vi Nhan lười biếng ngồi trên ghế sofa, không khỏi suy nghĩ tới kế hoạch tối nay. Đối với cô, cơ hội chỉ có một lần, cô nhất định phải nắm chắc. Tiêu Nhược Lam đóng cửa studio, khẽ vỗ lên chiếc ghế tựa. Mỉm cười ngọt ngào nói, nào, ngồi lên đây. Tiêu Chính Văn khá lúng túng, dù sao thì cô nam quả nữ ở cùng một phòng, có cảm giác bầu không khí hơi mờ ám, hơn nữa anh không thể tránh khỏi sẽ phải nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô ta. Anh nghĩ gì vậy, mau ngồi đi. Tiêu Nhược Lam thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, liền hắng giọng. Ồ, được. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy, ngồi trên ghế tựa trước người Tiêu Nhược Lam. Cảm thấy rất mềm mại và dễ chịu. Sau khi Tiêu Chính Văn ngồi xuống, vừa nhướng mày đã thấy ngay khuôn ngực cao đầy khiến hồn vía đảo điên. Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thấy gương mặt nóng bừng, tâm trí bay xa. Tiêu Nhược Lam không hề chú ý tới ánh mắt biến đổi của Tiêu Chính Văn, mà rất chăm chú trang điểm, nhất là khi cô ta cúi người xuống để giảm phấn cho anh, Tiêu Chính Văn liền trừng lớn hai mắt, nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mắt. Tiêu Nhược Lam tập trung trang điểm cho Tiêu Chính Văn, căn bản không ý thức được ánh mắt người đàn ông này đang dán chặt vào bên trong cổ áo cô ta. Hừ, Tiêu Chính Văn, sao anh chảy máu mũi rồi? Tiêu Nhược Lam giảm phấn, đột nhiên phát hiện Tiêu Chính Văn cười ngốc nghếch, hai mắt đờ đẫn, mũi anh bắt đầu chảy máu không ngừng, dọa cô ta hét lên. Hả, không sao, hiện tượng bình thường thôi. Tiêu Chính Văn vội vàng lấy tay lau mũi, nhếch mép cười nói. Máu tôi nhiều, thấy người đẹp liền không tự chủ chảy ra. Anh thật biết ăn nói năng ngọt xớt. Tiêu Nhược Lam phì cười, vội quay người lấy giấy, lau hộ anh, Tiêu Chính Văn lần nữa bị cảnh đẹp trước mắt làm cho hoa mắt. Thật sự không biết cô ta vô tình hay cố ý.
Tiêu Nhược Lam chỉ đơn giản lau mũi cho anh, rồi lấy một cốc nước đá để anh hạ hỏa. Có người đẹp như vậy đi tới đi lui trước mặt, Tiêu Chính Văn cảm thấy mũi mình tràn đầy mùi thơm, cảm giác thật tuyệt vời. Sau đó chính là phần tạo mẫu, Tiêu Nhược Lam quả nhiên là nhà tạo mẫu đẳng cấp, không tới nửa tiếng đã tạo mẫu xong, lúc này khí chất Tiêu Chính Văn hoàn toàn không giống lúc trước, thật sự như một vị hoàng tử cưỡi bạch mã bước ra từ trong truyện cổ tích, cực kỳ thời thượng. Gương mặt của anh vốn đẹp trai, chỉ là bình thường lười ăn diện, mày kiếm mắt sao? Hi hi, mắt nhìn của Vi Nhan thật tốt, nhân tài ẩn giấu, thật sự đẹp trai. Tiêu Nhược Lam khoanh tay trước ngực đứng sau Tiêu Chính Văn, chăm chút chỉnh sửa lại tác phẩm của mình, cảm thấy khí chất của Tiêu Chính Văn khác hẳn người thường. Cảm ơn đã quá khen, đẹp trai là châm ngôn sống của tôi. Được rồi, anh dẻo miệng quá, theo tôi vào phòng thay đồ, tôi chọn giúp anh vài bộ trang phục phù hợp. Tiêu Nhược Lam vỗ vai Tiêu Chính Văn, đi vào phòng thay đồ trước. Anh đi theo Tiêu Nhược Lam, hai mắt nhìn chằm chằm cô ta, trong lòng gợn sóng. Quả nhiên không thể chống đỡ nổi người phụ nữ như vậy. Phòng thay đồ rộng rãi, treo rất nhiều bộ quần áo đắt tiền, hầu hết đều là mẫu thiết kế thủ công của các nhà may nhập khẩu từ nước ngoài. Bất kỳ bộ quần áo nào ở đây cũng có giá trị hơn thu nhập của người bình thường trong một năm. Tiêu Chính Văn không biết rằng, phòng thay đồ này có thể nói là khu vực riêng của Tiêu Nhược Lam. Cô ta hiếm khi đưa ai tới thử đồ, vì quần áo bên trong đều do cô ta sưu tập được. Cực kỳ có giá trị, trừ khi là khách hàng thân thiết, không thì cô ta sẽ không đưa họ tới đây. Nhưng Tiêu Nhược Lam lại đưa Tiêu Chính Văn tới, xem ra cô ta đã chuẩn bị cho anh nhiều bộ quần áo để thử. Ồ, anh xem bộ này thế nào, mặc thử xem. Tiêu Nhược Lam chỉ vào một vài bộ trong tủ quần áo, sau đó lấy bừa vài bộ ra đưa cho Tiêu Chính Văn. Không xem kích cỡ sao? Tin tôi đi, tôi vừa nhìn là biết cỡ của anh. Tiêu Nhược Lam rất tự tin nói. Ha ha, vậy thật khéo, tôi cũng vừa nhìn là biết cỡ của cô. Tiêu Chính Văn nhếch miệng cười, sau đó chuẩn bị vào thay đồ, nhưng chưa tìm được phòng thay mà Tiêu Nhược Lam vẫn chưa có ý định ra ngoài. Hử, không phải thử đồ sao? Hay là thay ở đây luôn? Tiêu Chính Văn híp mắt nhìn Tiêu Nhược Lam đứng đó, trong lòng không chắc chắn lắm. Thay ở đây đi, tôi nhìn giúp anh. Tiêu Nhược Lam khoanh tay. Nói với giọng điệu chắc nịch. Sao vậy, một người đàn ông như anh thì xấu hổ gì chứ? Tiêu Nhược Lam chớp đôi mắt ma mị cười nói, lộ ra đôi môi hồng răng trắng. Nói thật, tôi chưa từng bị người phụ nữ nào nhìn chằm chằm khi thay đồ. Tiêu Chính Văn quét mắt nhìn gương mặt của Tiêu Nhược Lam, sau đó đột nhiên ngừng cười nói, sao vậy, chẳng lẽ cô có ý đồ gì với tôi? Tiêu Nhược Lam trừng mắt nhìn anh, cười nói, anh nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ muốn giúp anh xem bộ nào hợp hơn thôi. Tiêu Chính Văn nhún vai, sau đó nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhược Lam, cởi cúc áo sơ mi. Trong khi anh đang mở cúc áo, Tiêu Nhược Lam lại không nhìn vào mắt anh, mà quan sát cơ thể anh, đôi mắt cô ta hờ hững lạnh nhạt, mặc dù chi tiết rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tiêu Chính Văn phát giác. Cúc áo cuối cùng được mở ra, Tiêu Chính Văn dứt khoát cởi bỏ áo sơ mi. Chương 833, anh đang uy hiếp tôi sao? Sau thời gian dài tập luyện, vóc dáng Tiêu Chính Văn rất cân đối, các đường cơ bắp săn chắc rắn giỏi, mặc dù không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại toát ra sức hấp dẫn của riêng anh khiến phái nữ phải liếc nhìn thêm vài lần. Tất nhiên vóc dáng này chỉ thu hút được sự chú ý của mấy cô gái chưa hiểu sự đời. Còn đôi mắt Tiêu Nhược Lam lại cứ tìm gì đó trên người Tiêu Chính Văn, ánh mắt mập mờ đầy vẻ nghi hoặc. Tại sao lại không có? Chẳng lẽ tin tức của chủ nhân là sai sao? Tiêu Chính Văn nhìn thấy hết vẻ mặt của Tiêu Nhược Lam, cười nói, lẽ nào cứ để tôi đứng mãi thế này à? Hay là cô bị vóc dáng đẹp mắt của tôi mê hoặc luôn rồi? Lúc này Tiêu Nhược Lam mới hoàn hồn, thu tầm nhìn lại, môi nhếch lên nụ cười nhạt, sau đó đưa một bộ đồ cho Tiêu Chính Văn nói, anh thay bộ này đi, chắc sẽ đẹp đó. Hả, hình như không hợp lý lắm. Tiêu Chính Văn cười híp mắt nói, cô đã nhìn cơ thể tôi rồi, chẳng lẽ tôi không nên nhìn của cô sao? Tiêu Nhược Lam nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nói, anh đang đùa à? Nhưng đồng thời trong mắt Tiêu Nhược Lam cũng hiện lên vẻ hoảng sợ. Cô hiểu lầm rồi, Tiêu Chính Văn nhếch môi cười, tôi không đùa đâu. Sau đó Tiêu Chính Văn bước đến một bước,
vốn dĩ phòng thay đồ không rộng, lồng ngực cường tráng gần như dán sát vào bộ ngực đầy đặn của Tiêu Nhược Lam nói, cô nghĩ tôi đang đùa với cô sao? Tiêu Nhược Lam cau mày, cô ta cảm nhận được ý đe dọa từ trên người Tiêu Chính Văn. Nhất là đôi mắt như nhìn thấu hết mọi chuyện. Lẽ nào anh ta đã phát hiện ra gì rồi? Tiêu Chính Văn không nói gì, Tiêu Nhược Lam cũng câm như hến. Chỉ có điều, trong phòng thay đồ chật hẹp này, bầu không khí đã trở nên mập mờ, thậm chí Tiêu Nhược Lam cũng thở gấp, mà như vậy đang chứng tỏ trong lòng cô ta đang có âm mưu gì đó. Tiêu Chính Văn thấy cô ta im bặt thì giơ tay ra ôm cái cổ trắng ngần của Tiêu Nhược Lam, sau đó tay anh dọc theo cái cổ trắng như tuyết, dần trượt xuống định luồn tay vào cổ áo hở ra của Tiêu Nhược Lam. Người Tiêu Nhược Lam cứng ngắc, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, sắc mặt rất kém nói, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào đây, tôi cảnh cáo anh không được làm bậy. Tiêu Chính Văn nhìn người phụ nữ đang hoảng hốt trước mặt nói, ồ, vậy à? Thế tôi cũng muốn nói cho cô biết dù tôi có làm gì cô ở đây cũng không ai có thể làm gì được tôi, cô có tin không? Tiêu Nhược Lam cúi đầu xuống, cô ta có thể cảm nhận được sự tự tin và hung tàn của Tiêu Chính Văn. Sự tự tin này mạnh mẽ hơn những người cô ta từng gặp, khiến cô ta không thể phản kháng. Dù Tiêu Chính Văn nói chuyện rất bình thản nhưng lại có cảm giác khiến người ta không thể thở nổi. Ngón tay Tiêu Chính Văn dần trượt xuống, dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Nhược Lam, anh trượt thẳng xuống cúc áo thứ tư của cô ta. Vì Tiêu Nhược Lam đã cởi cúc áo thứ ba trước đó rồi, nên chỉ cần cởi cúc thứ tư thì bộ ngực bí ẩn này không có gì che đậy nữa cả, e là sẽ lộ hết ra ngoài. Đến giờ mà cô vẫn không nói thật à? Rốt cuộc cô là ai? Ai bảo cô đến đây? Giọng Tiêu Chính Văn hơi lạnh lùng, anh đẩy kính lên, dù trước mặt là một người phụ nữ cực đẹp nhưng lúc này trong mắt anh không hề chứa dục vọng. Trong veo, thuần khiết, đây chính là cảm giác của Tiêu Nhược Lam với Tiêu Chính Văn. Người đàn ông này rất đáng sợ. Từ lúc bước vào phòng thay đồ, Tiêu Chính Văn đã nhận ra có điều khác thường. Trong căn phòng này chỉ có mình anh và Tiêu Nhược Lam, vậy thì chắc chắn Tiêu Nhược Lam này có điều bất thường. Sao vậy? Cô nghĩ cô có thể giấu được tôi à? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, cười khẩy nói, nếu cô có thực lực thì đã ra tay nãy giờ rồi, sẽ không để mặc tôi khống chế như vậy. Cô nói đi, cô là ai, mục đích là gì, có lẽ tôi sẽ nể mặt vi nhan mà buông tha cho cô. Tiêu Nhược Lam vẫn cắn chặt môi, ánh mắt hơi dao động, dường như đang do dự. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Ngón tay Tiêu Chính Văn chạm nhẹ vào cúc áo đó. Tiêu Nhược Lam bỗng căng thẳng run lên, cô ta vừa run rẩy liền khiến người ta lóa mắt. Bây giờ chắc là cô sẽ nói nhỉ, cô là ai, mục đích của cô là gì? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, hay là cô muốn tìm thứ gì trên người tôi? Nhưng Tiêu Nhược Lam vẫn cúi đầu không nói tiếng nào. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, anh không ngờ Tiêu Nhược Lam còn có thể im hơi lặng tiếng dưới sự đe dọa như vậy, anh nói, không định thẳng thắn thật à? Anh không lo đối phương sẽ dở trò gì, anh có cách trừng trị người phụ nữ Tiêu Nhược Lam này. Nếu cô đã muốn im lặng thì đừng trách tôi. Dứt lời, một tay Tiêu Chính Văn túm lấy phần áo trước ngực Tiêu Nhược Lam, sau đó dùng sức kéo, xoẹt. Cả một hàng cúc áo bung hết, cảnh đẹp lập tức bày ra trước mặt Tiêu Chính Văn. Đây là phong cảnh đẹp nhất mà Tiêu Chính Văn từng thấy, chỉ liếc mắt một cái liền khiến người ta suýt xoa. Cảnh đẹp nhân gian. Lúc này mặt Tiêu Nhược Lam đỏ bừng, cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, vội vã lấy tay che lại nhưng Tiêu Chính Văn lại ngang ngược kéo áo ở đầu vai cô ta xuống eo, sau đó buộc đôi tay mềm mại của cô ta ra đằng sau. Mặt Tiêu Nhược Lam hiện lên vẻ tức giận và xấu hổ tột cùng, nhưng cơn giận này cộng thêm đôi gò má ửng hồng của cô ta lại cho người khác cảm giác rất thú vị. Chết tiệt, anh có biết anh làm vậy sẽ có hậu quả gì không? Hai tay Tiêu Nhược Lam bị buộc lại. Thân người cô ta lổ lộ ra trước mặt Tiêu Chính Văn. Cô ta thề sau khi ra ngoài, cô ta nhất định phải chém gã đàn ông thối tha này thành tám mảnh. Cô ta lớn vậy rồi nhưng chưa từng bị làm nhục như thế. Anh đang uy hiếp tôi sao? Anh không nghĩ tình trạng hiện giờ của anh mà nói mấy lời này rất cứng nhắc à? Ánh mắt Tiêu Chính Văn dần trở nên lạnh như băng, sắc mặt cũng xám xịt nói, thật ra con người tôi rất dễ nói chuyện, cũng không thích gây phiền phức. Người không đụng vào tôi cũng không thích dính vào nhưng tại sao cô lại nghĩ là tôi đang uy hiếp cô?
Nếu không phải cô có mục đích thì tại sao lại muốn tiếp cận tôi? Cô nhìn cô xem, rõ ràng là cô muốn tìm thứ gì đó trên người tôi nhưng cô lại làm giống như tôi là một tên ác bá đang ức hiếp cô. Cô không nghĩ tôi mới là người nên cảm thấy oan uổng mới đúng sao? Tiêu Nhược Lam không hề để tâm đến mấy lời của Tiêu Chính Văn, cô ta đỏ mặt, tức giận nói, anh cút ra cho tôi, nếu không tôi gọi người đấy. Nghe thế, Tiêu Chính Văn cảm thấy sảng khoái, híp mắt nói, cô gọi đi, chỉ cần cô không để ý đến ánh nhìn của người khác thì cứ gọi. Tiêu Nhược Lam nghe thế vẫn kiên cường không chịu tiết lộ, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngực mình. Sau đó nhìn vào mắt Tiêu Chính Văn nhẹ giọng nói, rốt cuộc anh muốn thế nào? Chương 834, hai mảnh giấy cũ cuối cùng. Tiêu Chính Văn nở nụ cười xấu xa, một tay làm động tác túm lấy trong không trung khiến đối phương sợ hãi rụt người về sau. Hô hấp của Tiêu Nhược Lam trở nên gấp gáp, chỉ sợ tên khốn nạn Tiêu Chính Văn này làm động tác gì không đứng đắn. Sao vậy, cô sợ rồi à? Tiêu Chính Văn không nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, mà lại đùa giỡn, lúc cô muốn thăm dò tôi, chắc nên biết sẽ có hậu quả gì chứ. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, cô không lo tôi sẽ làm gì với cô sao? Huống hồ trong mắt đàn ông, cơ thể của cô chính là vật bảo vô giá, nhưng cô vẫn làm như vậy chứng tỏ cô có lý do bắt buộc phải làm. Tôi đoán chỉ một trong hai nguyên nhân, một là trên người tôi có thứ gì đó có giá trị cực lớn với cô. Hay là cô được ai đó nhờ vả, hay nói cách khác là có người đang khống chế cô, đúng chứ? Tiêu Nhược Lam run rẩy, hơi thở cũng theo đó gấp gáp hơn, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Quả nhiên là Tiêu Chính Văn đoán đúng rồi. Đã nói đến vậy rồi thì Tiêu Chính Văn cũng không che giấu nữa, anh nở nụ cười trêu chọc, tất nhiên rồi, cũng có khả năng khác, đó là cô thấy tôi đẹp trai nên muốn chiếm lấy tôi. Nếu thật là vậy... Mặc dù tôi không để ý nhưng cũng không phải là loại người tùy tiện dễ dãi, hơn nữa vợ tôi cũng sẽ không đồng ý, mong cô tự trọng. Tiêu Nhược Lam vốn dĩ còn đang căng thẳng, nghe thấy Tiêu Chính Văn nói vậy, cô ta cảm thấy một luồng khí huyết tích tụ trong ngực mình. Tên này cũng tự kỷ thật. Sao lại có người đàn ông mặt dày thế nhỉ? Dứt lời, Tiêu Chính Văn nhìn bàn tay còn đang định mò xuống của mình, mặt hiện lên vẻ xấu xa nói. Nói thật thì cô nam quả nữ đứng chung với nhau lâu như vậy, tôi đã sắp không nhìn được rồi, cô nghĩ thế nào? Tiêu Nhược Lam run lẩy bẩy ép bản thân phải bình tĩnh, lạnh lùng quát, anh dám. Nếu anh dám chạm vào tôi thì anh sẽ hối hận đấy. Dứt lời, tay Tiêu Chính Văn trượt xuống dưới, nhìn theo động tác của Tiêu Chính Văn, Tiêu Nhược Lam ngửa cổ lên cắn chặt môi đến chảy máu, mắt nhắm chặt lại, cả người hơi run rẩy dường như đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Lúc này Tiêu Nhược Lam đang thầm dày vò bản thân, cô ta hối hận rồi, không nên liều lĩnh như vậy. Tại sao mình lại chủ động ra tay, tại sao không đợi thêm chút nữa, ngộ nhỡ làm lộ kế hoạch của chủ nhân thì phải làm sao? Bản thân mình không biết trên người đối phương có hai mảnh giấy cũ cuối cùng của Thiên Sơn Thư Lục mà Tiêu Long để lại năm đó hay không mà đã ra tay, quả thật quá ngu ngốc. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn, cho cô một phút cuối cùng để suy nghĩ. Tiêu Chính Văn nắm lấy vạt váy, chỉ cần anh muốn thì Tiêu Nhược Lam sẽ hoàn toàn để lộ cơ thể của mình ra trước mặt anh. Tiêu Nhược Lam đang định phản kháng, sau gáy cô ta xuất hiện dấu vết của một con rắn đỏ dẫy dụa dưới da thịt, như thể nó đang còn sống. Lúc Tiêu Nhược Lam định cá chết lưới rách với anh thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Giọng Khương Vi Nhan vang lên, Nhược Lam, hai người xong chưa? Tiêu Nhược Lam thở phào nhẹ nhõm khi nghe giọng nói của cô. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, nhớ lời tôi đấy, lần này tôi bỏ qua cho cô, nếu cô không tự đến tìm tôi nói rõ ràng thì tôi sẽ đích thân đến tìm cô. Đến lúc đó không đơn giản giống hôm nay nữa đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn buông tay ra, khoanh tay nhìn Tiêu Nhược Lam. Tiêu Nhược Lam chưa bao giờ để người đàn ông nào chạm vào mình. Nhưng hôm nay sự trong trắng của cô ta đã bị người đàn ông lỗ mãng này vấy bẩn. Vừa nãy lúc Tiêu Chính Văn đang nói, Tiêu Nhược Lam cảm nhận rõ ràng mình bị giá lạnh bao quanh, dù cô ta có đánh anh thì có lẽ cũng không phải là đối thủ của anh. Này cô gái xinh đẹp, mau mặc vào đi. Tiêu Chính Văn cởi áo sơ mi đang buộc tay Tiêu Nhược Lam ra, vì áo sơ mi này đã không thể mặc được nữa nên anh tiện tay lấy cho cô ta một cái khác, đồng thời cẩn thận mặc vào giúp cô ta. Tất nhiên trong quá trình này, tay Tiêu Chính Văn khó tránh khỏi việc đụng chạm,
cảm giác lúc này cứ như có con bọ ngọ nguậy trong lòng ngực cô ta. Tiêu Nhược Lam không biết mình bị dọa sợ hay là đang suy nghĩ cái gì mà cả quá trình không hề ngăn động tác của Tiêu Chính Văn, cứ để anh mặc đồ cho mình. Sau đó Tiêu Chính Văn thờ ơ nói, đi đi, đi mở cửa, đừng để Vi Nhan nhà tôi đợi lâu. Dứt lời, Tiêu Chính Văn xoay người rời đi, còn Tiêu Nhược Lam lại sững sờ đứng đó mấy giây. Đến lúc tiếng gõ cửa lại vang lên, cô ta mới hoàn hồn đi mở cửa. Sau khi cô ta mở cửa, Khương Vi Nhan đang cười rất tươi. Lúc nhìn thấy sắc mặt ửng hồng của Tiêu Nhược Lam, cô thấy khó hiểu liền thắc mắc, Nhược Lam, sao mặt cậu đỏ vậy? Tiêu Nhược Lam sờ gương mặt nóng ran của mình, trong đầu còn đang nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng trong phòng thay đồ với Tiêu Chính Văn, thầm cảm thấy tức giận không thôi. Có sao, có lẽ là trong phòng nóng quá. Tiêu Nhược Lam không được tự nhiên nói, không biết tại sao cô ta lại không nói cho Khương Vi Nhan biết hành động đê tiện của Tiêu Chính Văn ngay nữa. Vì cô ta cũng lo ngại. Nóng à, anh lại nghĩ có lẽ là cô nam quả nữ ở chung một phòng. Cô ta thấy anh đẹp trai quá nên hơi xấu hổ. Lúc này Tiêu Chính Văn đứng dậy khỏi ghế sofa, trêu đùa nói. Khương Vi Nhan ngước mắt lên thì thấy Tiêu Chính Văn đã thay bộ lễ phục cho bữa tối. Áo sơ mi trắng bên trong có văn hoa điểm xuyến vừa vặn làm tôn lên dáng người của anh, bộ lễ phục màu đen có vẻ vừa điềm đạm vừa khí thế, chiếc khăn mùi xoa trước ngực càng làm tôn thêm khí chất cậu ấm nhà giàu của anh. Đơn giản nhưng lại thanh thoát. Bộ đồ Tiêu Nhược Lam chọn cho Tiêu Chính Văn quả nhiên rất hợp với anh. Bộ đồ này vốn dĩ rất đắt, lúc này Tiêu Chính Văn khoác nó lên người rất phù hợp như thể nó được thiết kế riêng cho anh vậy. Không chỉ Khương Vi Nhan mà ngay cả Tiêu Nhược Lam cũng bị mê hoặc bởi khí chất của Tiêu Chính Văn. Nhưng vừa nhớ đến hành động đê tiện của người đàn ông này trong phòng thay đồ lúc nãy, Tiêu Nhược Lam cảm thấy ngứa răng, cắn chặt môi, hung hăng trợn mắt với Tiêu Chính Văn. Đi thôi. Em thấy sắp đến giờ rồi. Khương Vi Nhan nhìn đồng hồ, nói rồi cô xoay người xuống lầu. Tiêu Chính Văn đợi một lúc, thấy Khương Vi Nhan xuống dưới rồi mới ghé sát vào tai Tiêu Nhược Lam từ đằng sau, khẽ nói, cho dù cô là ai, người đằng sau cô là ai, mục đích là gì cũng đừng nhắm đến Khương Vi Nhan, nếu không dù cô có là một người xinh đẹp, tôi cũng sẽ giết cô. Bị hơi thở ấm nóng của Tiêu Chính Văn phả vào tai, Tiêu Nhược Lam dùng mình ớn lạnh. Cô ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Chính Văn đang rời đi, không nói lời nào. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Tiêu Nhược Lam mới quay lại phòng thay đồ nhặt áo sơ mi bị kéo lúc nãy, sau đó cô ta đứng trước tấm gương cực lớn, cởi chiếc áo sơ mi mà Tiêu Chính Văn mặc cho cô ta rồi nhìn mình trong gương. Chỉ tiếc là bên trên bộ ngực đầy đặn thấy rõ năm dấu tay. Gã đàn ông chết tiệt. Tôi nhất định phải giết anh. Bình tĩnh hồi lâu. Lúc này Tiêu Nhược Lam mới lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại cung kính nói, chủ nhân, xin lỗi, tôi thất bại rồi. Tôi không thể tìm được manh mối gì về hai mảnh giấy cũ mà Tiêu Long để lại trên người Tiêu Chính Văn. Đầu bên kia vang lên giọng nói hơi khàn, tôi biết rồi, người đời đều nói thiên sơn thư lục. Chỉ có 11 mảnh giấy cũ, nhưng không ai biết thật ra có 13 mảnh, hai mảnh cuối cùng đã bị Tiêu Long giấu đi. Cô hãy nghĩ cách tiếp tục tiếp cận Tiêu Chính Văn. Có thể đột phá vào cảnh giới thiên vương hay không chỉ dựa vào hai mảnh giấy cũ cuối cùng. Chương 835, cậu ba của Dược Vương Cốc. Buổi tiệc được tổ chức tại khách sạn Kim Long Ngư, thật ra đây là một buổi giao lưu ngành nghề, không chỉ có lãnh đạo cấp cao trong nội bộ tập đoàn Vi Nhan mà còn mời đến rất nhiều doanh nhân có tiếng của Giang Trung và một số ông chủ bên ngoài thành phố. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đến rất sớm. Lúc tới cửa khách sạn thì gặp phải hội trưởng lý của Hiệp hội Y Dược. Ông ta dẫn theo một người phụ nữ, nở nụ cười lạnh lùng, nhìn thấy Khương Vi Nhan cùng với Tiêu Chính Văn bước xuống xe thì lao đến đầy vẻ hống hách. Mấy người vẫn còn dám đến cơ à? Khương Vi Nhan quay lại nhìn thì thấy vẻ mặt khiến cho người ta vô cùng căm ghét của hội trưởng lý, lạnh lùng liếc nhìn ông ta, không buồn để ý tới nữa. Tiêu Chính Văn nhìn theo bóng lưng rời đi của Khương Vi Nhan rồi lại nhìn sang hội trưởng lý, vỗ vào bả vai ông ta, dọa ông ta sợ hãi vội vàng né tránh, nhìn anh với ánh mắt sợ sệt, hỏi cậu, muốn làm gì? Tiêu Chính Văn nhún vai, nhắc nhở, hội trưởng lý, tôi khuyên ông vẫn nên khiêm tốn mà làm người. Chắc hẳn ông cũng biết rất rõ tôi là ai rồi, lần cảnh cáo trước đây không phải là đùa đâu.
Tôi biết cậu là vua Bắc Lương, nhưng hiệp hội y dược của chúng tôi cũng không tầm thường. Hiện giờ, sau lưng chúng tôi chính là Dược Vương Cốc. Dù cho cậu có lợi hại ra sao thì tối nay cũng phải chịu nhục ở nơi này thôi. Nói thật cho cậu biết, tối nay sẽ xuất hiện một nhân vật lớn mà cậu không động tới được. Trong lòng hội trưởng Lý bừng bừng lửa giận, đặc biệt khi nghĩ tới chuyện tối qua thì càng điên máu hơn. Hơn nữa, hôm nay có nhiều người như vậy, ông ta không tin Tiêu Chính Văn dám làm gì mình trước mặt đám đông. Tiêu Chính Văn cau mày, lạnh lùng nói, ông lấy đâu ra dũng khí mà dám ăn nói với tôi như vậy. Muốn chết hả? Vừa nghe thấy lời này, hội trưởng Lý đó vô thức lùi ra sau mấy bước, mắng chửi vài câu, đại loại như cậu cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ không để cho cậu được sống yên ổn, sau đó dẫn theo người phụ nữ đi cùng tiến vào đại sảnh khách sạn. Tiêu Chính Văn nhìn theo bóng lưng hốt hoảng chuồn đi của hội trưởng Lý, bất lực lắc đầu thở dài rồi mới xoay người tiến vào đại sảnh khách sạn. Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu, đều là những phân đoạn khô khan vô vị, Tiêu Chính Văn vẫn luôn theo sát bên cạnh Khương Vi Nhan. Có mặt ở đây hôm nay đều là các nhân vật đại diện của ngành y dược, những chuyên gia hàng đầu trên mọi phương diện trong ngành y dược của Giang Trung và cả các tỉnh thành khác, số tài sản của tất cả mọi người gộp lại với nhau có thể làm dung chuyển GDP thị trường y dược của cả Giang Trung. Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan đứng trong góc, nhỏ tiếng bàn luận gì đó. Điều này đương nhiên lọt vào mắt của hội trưởng Lý lúc này đang cười nói cùng với những người khác. Ông ta lạnh lùng trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn, lửa giận ngùn ngụt trong lòng, cảnh tượng trước cửa khách sạn ban nãy vẫn khiến ông ta khó chịu đến tận bây giờ. Tiêu Chính Văn đáng chết, sớm muộn gì cũng có ngày tao chà đạp mày dưới gót chân mình. Chỉ là vua Bắc Lương mà thôi. Bây giờ, có Dược Vương Cốc chống lưng, tao chẳng có gì phải sợ mày hết. Đúng vào lúc này, đoàn người do một thanh niên phong độ dẫn đầu tiến vào bên trong, bọn họ vừa bước vào đã ngay lập tức thu hút ánh mắt của số đông mọi người. Hội trưởng Lý vội vàng đặt ly rượu xuống rồi bước lại, cười đon đả nói, cậu ba nhà họ Hoàng, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Hội trưởng Lý cung kính tiến tới chào đón, đường đường là hội trưởng của Hiệp hội Y Dược Giang Trung vậy mà lại đối xử nhiệt tình với một cậu thanh niên như vậy, chuyện này mà lọt vào mắt người ngoài thì chắc sẽ kinh ngạc không thôi. Cậu thanh niên dẫn đầu khoảng chừng 25-26 tuổi, lông mày lưỡi mác, ánh mắt sáng như sao, mặc một bộ vest màu tím lượt là thẳng thớm, vừa nhìn đã biết giá không hề rẻ, đeo cặp kính màu vàng, cả người từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ khiêm nhường phóng khoáng, hơn nữa còn rất phong độ. Người đến không ai khác chính là Hoàng Khắc Long, cậu chủ thứ ba do Dược Vương Cốc cử đến Giang Trung. Hoàng Khắc Long là một người có tài năng y thuật bẩm sinh trong số những người thuộc lớp trẻ của Dược Vương Cốc, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong năm đời nhà họ Hoàng được Dược Sư Hoàng hết mực yêu thương. Cử hắn tới Giang Trung, có thể thấy sự xem trọng của Dược Vương Cốc đối với Hiệp hội Y Dược Giang Trung ra sao. Hoặc có thể nói, là sự xem trọng và bất mãn đối với Tiêu Chính Văn. Còn về ông Ngụy, hiện giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện trị thương và tĩnh dưỡng. Hội trưởng Lý rất vui được gặp ông. Hoàng Khắc Long nở nụ cười phóng khoáng, chính là kiểu miệng cười nhưng trong lòng thì không, khiến cho người ta có cảm giác thâm sâu khó lường. Đồng thời, hắn cũng nhận lấy ly rượu đế cao mà hội trưởng Lý đưa đến, siết chặt nó trong tay, khẽ lắc rượu vang bên trong ly, cười hỏi, ông nói tối nay sẽ cho tôi gặp một người, không biết người đó đã tới chưa? Cậu chủ Hoàng, đến rồi ạ, cậu xem. Hội trưởng Lý mừng thầm trong lòng. Nhìn về phía Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, nói cậu chủ Hoàng, cậu xem, chính là hắn. Hắn là tên đầu sỏ đánh ông Ngụy và tiêu diệt Linh Khê Tông. Hắn tên là Tiêu Chính Văn, cũng chính là vua Bắc Lương đương nhiệm. Hoàng Khắc Long nhìn về vị trí mà hội trưởng Lý chỉ tay, người đầu tiên lọt vào tầm mắt hắn không phải Tiêu Chính Văn mà là Khương Vi Nhan đang đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, đẹp, đẹp như tiên nữ. Hắn chưa từng thấy người phụ nữ nào xinh đẹp động lòng người đến thế, cho dù là bốn đóa hoa vàng trong Dược Vương Cốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Không ngờ ở thành phố Giang Trung bé nhỏ này lại có một người phụ nữ cao quý đến vậy. Cậu chủ Hoàng, hắn là Tiêu Chính Văn, chính hắn đã đánh ông Ngụy vào ngày hôm qua, hôm nay vừa hay hắn cũng đến tham gia bữa tiệc, cậu xem có nên tìm vài người tới dạy dỗ hắn ta một trận hay không. Hội trưởng Lý đổ thêm dầu vào lửa. Vẻ hận thù trong ánh mắt khi nhìn Tiêu Chính Văn sớm đã không thể che giấu.
có cậu ba của Dược Vương Cốc ở đây, là lý do khiến hôm nay hội trưởng Lý tỏ ra hống hách như thế. Hoàng Khắc Long này là một nhân tài trong thế hệ trẻ của Dược Vương Cốc. Thân phận, địa vị ở Dược Vương Cốc rất cao. Hoàng Khắc Long khẽ gật đầu, đã chuyển ánh mắt từ bóng lưng kiều diễm của Khương Vi Nhan sang người đang cười ha ha bên cạnh Tiêu Chính Văn. Là người đàn ông này sao? Tiêu Diệt Linh Khê Tông, còn ra tay đánh ông Ngụy, khiến cho nội bộ Dược Vương Cốc tranh luận rất nhiều. Vua Bắc Lương, ha ha, tốt lắm. Vừa hay, để xem vua Bắc Lương đương nhiệm của Hoa Quốc là người như thế nào. Không ai biết trong lòng Hoàng Khắc Long đang nghĩ gì, người ngoài nhìn vào chỉ thấy gương mặt vẫn luôn trầm ổn điềm nhiên của Hoàng Khắc Long chợt lóe lên sát khí lạnh lùng. Người phụ nữ bên cạnh hội trưởng Lý không ngừng đưa mắt quan sát Hoàng Khắc Long, trong mắt lộ ra vẻ say mê, giống như với cô ta thì đây mới là người đàn ông mà cô ta mong muốn có được. Cô ta lại liếc nhìn hội trưởng Lý bên cạnh, quá ư tầm thường. Vậy nên lúc này, người phụ nữ đó tiến lên trước bám lấy cánh tay của Hoàng Khắc Long, cọ bộ ngực mềm mại căng tròn của mình lên khuỷu tay hắn, thỏ thẻ nói anh Hoàng, anh phải xử lý tên danh thối tha đó. Hắn rất ngạo mạn, ban đầu hoàn toàn không coi ông Ngụy và Dược Vương Cốc ra gì, còn nói sẽ cho 300.000 kỵ binh Bắc Lương san bằng Dược Vương Cốc. Cái gì? Hoàng Khắc Long cau mày, toát ra sát khí sắc lạnh. Hắn nói chỉ cần người của Dược Vương Cốc dám đặt chân tới Giang Trung thì hắn sẽ đánh gãy chân bọn họ. Người phụ nữ mà hội trưởng Lý dẫn đến quả nhiên tâm địa thâm sâu, thủ đoạn cũng được che giấu hết sức tinh vi. Chương 836, không ưa thì đánh. Đương nhiên, những thứ này đều là lúc trước hội trưởng Lý dạy cô ta, lúc này ông ta liếc nhìn cô ta với ánh mắt tán thưởng. Hoàng Khắc Long khẽ nhấp một ngụm vang đỏ. Ung dung bình tĩnh nói, uy hiếp Dược Vương Cốc sao, lần đầu tiên tôi nghe đấy, thú vị thật. Hội trưởng Lý căng thẳng nhìn Hoàng Khắc Long, mục đích của ông ta rất đơn giản, đó là lột đi tấm da hổ của Dược Vương Cốc, hung hăng trấn áp Tiêu Chính Văn kiêu ngạo kia. Hơn nữa, ông ta cũng nhìn ra, cậu Hoàng đã động lòng với Khương Vi Nhan, ánh mắt vừa nãy đã nói lên tất cả. Cậu Hoàng, bây giờ mọi người qua đó nhé, hội trưởng Lý nhỏ giọng hỏi. Hoàng Khắc Long lắc ly rượu trên tay, đi thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Hắn mỉm cười, chậm rãi, từ tốn bước đến, thể hiện mình rất tự nhiên phóng khoáng, là cậu chủ của một gia tộc lớn. Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đương nhiên cũng nhận ra Hoàng Khắc Long đang đi đến chỗ mình. Hầu hết những người có mặt ở đây đều là những nhân vật ưu tú trên thương trường, tất nhiên đều nhìn ra động tĩnh ở bên này. Trong nháy mắt có khá nhiều người đã nhận ra thân phận của Hoàng Khắc Long, sao ban nãy họ không chú ý đến mỏ vàng di động này nhỉ? Rất nhiều người bắt đầu chậm rãi di chuyển đến gần Tiêu Chính Văn và Hoàng Khắc Long. Hoàng Khắc Long cứ yên lặng quan sát Tiêu Chính Văn như vậy khiến anh hơi khó chịu. Hoàng Khắc Long bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn, lịch thiệp giơ tay ra bắt tay, mỉm cười nói, xin chào, rất vui được gặp anh, tôi là Hoàng Khắc Long. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, cố nhớ lại rồi hỏi, người của Dược Vương Cốc sao? Hoàng Khắc Long gật đầu đáp, đúng vậy. Vậy anh vui mừng cái gì? Tiêu Chính Văn hỏi lại. Nghe vậy, Hoàng Khắc Long hơi ngây người, hội trưởng Lý và đám người sau lưng ông ta cũng sững sờ. Bầu không khí hơi ngượng ngập, có thể nói Tiêu Chính Văn không hề nể mặt Hoàng Khắc Long, một câu nói đã khiến đối phương cạn lời. Hoàng Khắc Long chỉ có thể gượng cười. Khóe mắt giật giật, toàn thân toát ra dáng vẻ phóng khoáng, nói anh Tiêu thật biết nói đùa, tôi đã nghe nói về chuyện liên quan đến ông Ngụy lúc trước rồi, là ông ta sai trước, tôi qua đây muốn thay ông ta nói câu xin lỗi với anh Tiêu và cô Khương. Tiêu Chính Văn cau mày, anh không ngờ một người như Hoàng Khắc Long lại có thể bình tĩnh, trấn định như vậy, hơn nữa còn khá rộng lượng. Nhưng Tiêu Chính Văn cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên không thể bị lừa chỉ bằng vài ba câu nói của Hoàng Khắc Long. Tuy vậy, mấy lời nói của Hoàng Khắc Long lại khiến những người khác lộ ra ánh mắt tán thưởng, quả nhiên, cậu ba của Dược Vương Cốc thật sự là người trầm tính và phóng khoáng. Hoàng Khắc Long mang theo khuôn mặt tươi cười, hờ hững nói tiếp, anh Tiêu, không biết anh có thời gian không, uống với tôi vài ly được chứ? Chúng ta cùng nói về chuyện giữa anh và Dược Vương Cốc. Tiêu Chính Văn nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, hoàn toàn không có chút thiện cảm nào. Bởi vì anh cảm thấy ánh mắt tên Hoàng Khắc Long này nhìn anh hơi kỳ quái,
đừng thấy bề ngoài hắn tỏ ra phóng khoáng mà lầm, sự âm trầm ẩn giấu nơi đáy mắt hắn thâm sâu không lường được. Tiêu Chính Văn rất ghét bị người khác nắm thóp, nhất là kẻ luôn tự nâng mình lên cao như Hoàng Khắc Long, lúc nào cũng muốn người khác phải thuận theo ý mình. Nhìn Hoàng Khắc Long thế nào cũng thấy tên này hệt như một con bọ, một loài sâu mọt khiến người khác vừa nhìn đã mắc ói. Hoàng Khắc Long vẫn duy trì khuôn mặt tươi cười, khiến Tiêu Chính Văn nhìn thấy là khó chịu. Nụ cười này quá giả tạo. Xin lỗi, tôi và anh không quen biết, tại sao tôi phải đồng ý lời mời của anh? Hơn nữa, tôi cảm thấy anh không thân thiện, ngoài mặt cười ha ha, thật ra trong lòng lại toàn là tâm tư đen tối. Tiêu Chính Văn chọc thủng mặt nạ của hắn không chút thương tiếc. Ồ, thật xin lỗi, không biết điều gì đã chọc anh Tiêu mất hứng vậy. Vốn dĩ còn định uống rượu kết bạn với anh, xem ra là anh Tiêu muốn từ chối tôi rồi. Hoàng Khắc Long không vì chuyện bị Tiêu Chính Văn từ chối mà lộ ra tâm trạng sao động, dường như hắn đã đoán trước được đối phương sẽ từ chối. Tiêu Chính Văn cầm ly vang đỏ, lẳng lặng đứng một bên, trên mặt dần nở nụ cười nhạt, không biết giờ phút này anh đang nghĩ gì. Nhưng Khương Vi Nhan biết rõ, Tiêu Chính Văn đang che giấu ý định xấu xa nào đó hoặc là Hoàng Khắc Long gặp rắc rối rồi. Bốp, bốp, bốp. Trong sảnh lớn đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Tiêu Chính Văn đặt ly vang đỏ xuống, đột nhiên vỗ tay mấy tiếng vang dội. Mọi người khó hiểu nhìn anh, không rõ anh định làm gì. Muốn làm quen với tôi cũng được, rất đơn giản, tôi nhớ lần trước tôi từng nói, chỉ cần người của Dược Vương Cốc xuất hiện trước mặt tôi nhất định sẽ dạy bọn họ cách làm người đàng hoàng. Thật không may, anh là người đầu tiên nghiệm chứng câu nói này. Tiêu Chính Văn vừa vỗ tay vừa chậm rãi đi đến trước mặt Hoàng Khắc Long, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói lạnh như băng, thật xin lỗi, anh Hoàng của Dược Vương Cốc, lời nói vừa nãy của anh khiến tôi rất khó chịu, con người tôi có một khuyết điểm, mắt không chứa nổi một hạt cát. Bị Tiêu Chính Văn nhìn như vậy, Hoàng Khắc Long đột nhiên cảm thấy đứng trước mặt mình không phải là người, mà là một con sói, toàn thân hắn rét lạnh từ đầu đến chân. Khóe miệng khẽ run rẩy nhưng vẫn cố duy trì vẻ kiêu ngạo của bản thân, cười nhạt nói anh muốn làm gì? Làm gì ư? Rất đơn giản, tôi làm một phép so sánh nhé, khi một con chó nhe răng nanh với anh sẽ làm gì? Đương nhiên là đánh chó rồi. Tiêu Chính Văn vuốt cằm, lạnh lùng nói. Lúc nói, trong mắt anh bỗng nhiên lóe lên tia sáng. Lúc này Hoàng Khắc Long đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, phóng khoáng ban đầu. Hắn thực sự cảm thấy bản thân đang bị một con sói đó nhìn chằm chằm. Hắn vô thức muốn lùi lại, nhưng hai chân như dính keo không thể động đậy. Toi rồi! Sắp có chuyện rồi! Ngay lập tức, Tiêu Chính Văn nhấc chân, hung hăng dùng lực đá thẳng vào bụng Hoàng Khắc Long. Đơn giản và thô bạo, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cú đá này của Tiêu Chính Văn không hề nhẹ, chỉ một cước đã khiến Hoàng Khắc Long như diều đứt dây. Bay ra xa tận 4-5 mét. Trong tích tắc, Hoàng Khắc Long khuỵu gối dưới đất, ôm lấy bụng, cả người co giật, ói ra nước chua trong dạ dày, đồng thời rượu vang ban nãy uống đều ói ra hết. Hơn nữa thoạt nhìn còn giống như ói ra máu. Đám người tham gia tiệc đều là quan chức quyền quý, cảnh tượng này khiến ai nấy đều sững sờ. Đó là cậu ba của Dược Vương Cốc, là người đại diện cho Dược Vương Cốc đến Giang Trung thị sát dự án. Vung tay một cái là đầu tư hàng trăm triệu tệ, vậy mà Tiêu Chính Văn này chỉ một câu không hợp thôi đã đá người ta văng ra xa. Đây chính là hành vi lỗ mãng. Những người có mặt ở đây đều sắp phát điên, cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ hoàn toàn rồi. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn có lai lịch thế nào chứ, lại dám đụng đến cậu ba của Dược Vương Cốc. Hắn chán sống rồi à. Cứ như vậy, Hoàng Khắc Long quỳ trên mặt đất nôn khan. Căn bản không ai dám bước đến giúp đỡ, ngay cả hội trưởng Lý luôn núp phía sau vui vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác, lúc này cũng từ từ hoàn hồn, không thể tiến nổi một bước. Xong rồi. Đánh ông Ngụy, bây giờ lại đá cả Hoàng Khắc Long. Vua Bắc Lương này, quả thật hống hách bá đạo. Chương 837, nổi giận, muốn giết Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan nhíu mày nhưng cô không để tâm lắm. Hoàng Khắc Long nằm dạp dưới đất. Hắn cảm giác như có một vật nặng đập vào ngực mình, cơn đau thấu trời như có vô số người đang liên tục đấm vào bụng. Có thể nào Hoàng Khắc Long cũng không ngờ hắn lại bị đánh bẹp dí chỉ với một cú đá của đối phương. Hơn nữa hắn còn thay mặt cho Dược Vương Cốc.
chỉ với chuyện tối nay, Dược Vương Cốc xem như đã mất hết mặt mũi. Hoàng Khắc Long quỳ rạp dưới đất, cảm giác bụng mình đã đỡ hơn một chút mới ngẩng đầu lên, sắc mặt u ám, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, chật vật bò dậy. Lúc này Hoàng Khắc Long đã không còn khí chất tao nhã, phong độ trước đó nữa mà trở nên cực kỳ nhếch nhác, cả người căng cứng, ngọn lửa giận bùng cháy hừng hực. Hoàng Khắc Long lau vết bẩn nơi khóe miệng, sau đó tức giận cởi cúc áo, giận dữ ném xuống đất, chỉ vào Tiêu Chính Văn hét, mày có biết mày vừa làm gì không hả? Giọng Hoàng Khắc Long kèm theo cơn giận, hơi khàn, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn. Hắn nhìn Tiêu Chính Văn đang thờ ơ, không xem mình ra gì, ánh mắt hắn cứ như đang nhìn kẻ thù sát hại bố mình. Quả thật đây là lần đầu tiên Hoàng Khắc Long mất mặt trong một bữa tiệc sang trọng như vậy, bị đá một cước vào bụng e là nỗi nhục lớn nhất đời này của hắn. Tiêu Chính Văn rất bình thản, nhún vai nói, Hoàng Khắc Long, tôi đá anh cũng có nghĩa là tôi không sợ anh. Mày tự cao quá rồi đấy, mày sẽ hối hận vì những việc hôm nay mày làm, mày hãy đợi đấy, Hoàng Khắc Long nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải chứ anh Hoàng của tôi ơi, anh lại nói ra mấy lời mà một đứa con nít 3 tuổi nói khi thua trận sao, anh không cảm thấy mất mặt à? Bây giờ tôi đang đứng trước mặt anh có thể trả thù tôi mà, Tiêu Chính Văn giễu cợt nói. Mày, quá kiêu ngạo rồi đấy. Hoàng Khắc Long muốn mắng chửi nhưng lại không mắng nên lời, cơn giận bị đè nén trong ngực. Tiêu Chính Văn nhìn Hoàng Khắc Long đang tức giận, nói từng câu từng chữ rõ ràng, anh Hoàng, nếu tôi là anh, tôi sẽ không ở lại đây để người khác chê cười đâu. Nếu anh có bản lĩnh thì bây giờ nên đạp tôi một phát để lấy lại thể diện, chứ không phải cứ lải nhải như đàn bà thế kia đâu, như thế chỉ chứng tỏ anh rất yếu đuối thôi. Sắc mặt Hoàng Khắc Long càng trở nên khó coi. Có vẻ như hắn cũng không biết mình nên phản ứng thế nào. Hắn vốn dĩ chỉ muốn thăm dò trước nhưng bây giờ lại rơi vào tình thế đâm lao phải theo lao. Được, hay lắm, mày là người đầu tiên dám thách thức người của Dược Vương Cốc, mày sẽ trả giá cho hành động và lời nói tối nay cũng như lần trước của mình, Dược Vương Cốc tao không phải là tông môn bé nhỏ để mặc người ức hiếp. Tiêu Chính Văn, mày đợi đó, sau đêm nay, Hoa Quốc sẽ không còn chỗ nào có mặt mày nữa. Hoàng Khắc Long hung dữ nói, ánh mắt lóe lên tia sáng. Được, tôi đợi. Tiêu Chính Văn đứng trước mặt Hoàng Khắc Long, giọng nói toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng trước đó, tôi quyết định lấy lại chút lợi ích. Dứt lời, Tiêu Chính Văn lại đạp hắn một cước nữa, chiếc giày da đen bóng đạp mạnh lên ngực Hoàng Khắc Long. Lúc này Hoàng Khắc Long có cảm giác ngực mình như bị ai đó dùng búa đập mạnh vào, hô hấp bị tắc nghẽn, mùi máu tanh cũng theo đó lan tràn ra miệng. Sau đó phụt ra ngoài. Cũng trong lúc đó, Hoàng Khắc Long bị ngã văng ra xa, đồng thời hắn ngửa đầu phun ra một ngụm máu. Tiêu Chính Văn chỉ dùng 2 phần sức lực của mình đã làm hắn bị thương nặng, có lẽ phải nằm trên giường mấy tháng mới khỏi. Hôm nay tôi vốn dĩ không muốn gây chuyện nhưng anh lại không biết tốt xấu cứ đâm đầu vào gây sự, thế nên đây là chút dạy dỗ dành cho anh. Tiêu Chính Văn nhìn Hoàng Khắc Long ho khù khù nói, tôi hy vọng lần này trở về anh có thể chuyển lời của tôi, Giang Trung không chào đón người của Dược Vương Cốc, nếu dám đến lần nữa thì tôi không quan tâm mà sẽ giết Dược Vương Cốc các anh đấy. Câu nói này như sét đánh ngang tai. Người ở hội trường đều chấn động bởi câu nói của Tiêu Chính Văn. Giết Dược Vương Cốc, giọng điệu này ngông cuồng biết bao. Anh ta không sợ chết thật sao? Lúc này người quản lý khách sạn cũng vội vã chạy đến, sau đó bảo người đưa Hoàng Khắc Long đi chữa trị. Hội trưởng Lý đứng trong đám người toát mồ hôi ướt đẫm cả trán, hốt hoảng không thôi. Ngẫm nghĩ một lát, ông ta cũng lặng lẽ chạy ra ngoài đi theo mấy người phía trước. Dù sao cũng là một khúc nhạc đệm, nhưng dư âm khúc nhạc đệm này lại âm thầm diễn ra. Nửa tiếng sau, bầu không khí của khách sạn mới dần bình ổn trở lại. Khách mời tham gia bữa tiệc cũng bắt đầu tán gẫu với nhau. Trong lúc đó hội trưởng Lý đến thăm Hoàng Khắc Long, biết rõ tình hình đại khái rồi lại quay về khách sạn. Còn Hoàng Khắc Long không đến bệnh viện mà rời khỏi khách sạn ngay, không rõ đi đâu. Có lẽ là một trận phong ba sắp diễn ra. Hơn 10 phút sau ở bệnh viện thành phố Giang Trung. Hoàng Khắc Long ôm ngực, vô cùng tức giận nhìn ông Ngụy đang run lẩy bẩy quỳ trước mặt nói, tôi phải ra lệnh giết Tiêu Chính Văn ngay lập tức. Hắn lại dám đánh tôi, còn không xem Dược Vương Cốc ra gì. Tôi phải giết hắn ngay. Ông Ngụy mặc bộ đồ bệnh nhân quỳ dưới đất,
trán ướt đẫm mồ hôi nói, vâng cậu ba, tôi sẽ đi sắp xếp. Nói rồi ông ta vội vã đứng dậy, sau khi kiểm tra vết thương cho Hoàng Khắc Long liền hỏi, cậu ba, cậu không sao chứ? Hoàng Khắc Long lạnh lùng nói, tôi không sao, đã uống thuốc nội thương rồi. Nghe thế, ông Ngụy mới lau mồ hôi trên trán. Nếu Hoàng Khắc Long mà xảy ra chuyện ở Giang Trung thì ông ta cũng đi chết là vừa. Sau đó ông ta nói, cậu ba này, trước khi cậu đến, tôi đã cho Thất Tuyệt Thất Sát bí mật trà trộn vào Giang Trung. Thất Tuyệt Thất Sát. Nghe ông Ngụy nói thế, ánh mắt Hoàng Khắc Long hơi biến đổi, sau đó nói, là 14 tên tử sĩ mà ông nuôi dưỡng đó à? Đều là cường giả cảnh giới đại sư võ đạo đỉnh cao phải không? Vâng. Ông Ngụy cười nói, sau đó vỗ tay. Ngay lập tức, 14 người mặc bộ đồ màu đen bước vào, toàn bộ đều quỳ một gối xuống đất cung kính nói với Hoàng Khắc Long, chào cậu ba. Hoàng Khắc Long nhìn 14 cường giả quỳ trước mặt, sắc mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng nói, tốt. Tốt lắm, bây giờ các người đi giết tên Tiêu Chính Văn ngay. Còn nữa, tôi muốn người phụ nữ bên cạnh hắn phải sống, tối nay tôi phải lấy máu của cô ta để điều chế đại hoàn đan. Vâng. Thất Tuyệt Thất Sát đáp, sau đó xoay người rời khỏi bệnh viện. Không lâu sau, 14 người này xuất hiện trước cửa khách sạn. Khoảnh khắc đó, sát khí bao phủ khắp nơi, cuồn cuộn như muốn nghiền nát cả bầu trời. Tiêu Chính Văn ở trong đại sảnh khách sạn cũng lập tức cảm nhận được 14 luồng sát khí. Anh nhíu mày, thầm nghĩ người của Dược Vương Cốc đến cũng nhanh đấy. Sau đó anh nói với Khương Vi Nhan mấy câu rồi một mình ra khỏi khách sạn. 14 bóng người như ma quỷ trước mặt đứng thẳng tắp trong bóng đêm. Tiêu Chính Văn bước ra ngoài nhìn 14 người trước mặt, bình thản nói, Dược Vương Cốc cũng được đấy, 14 cường giả cảnh giới đại sư võ đạo đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc tối nay các anh sẽ chết hết ở đây. 14 người này bỗng rút vũ khí ra, lạnh lùng nói, giết. Ngay sau đó, bọn chúng như 14 con báo săn lao về phía Tiêu Chính Văn. Chương 838, Tông Sư ra tay. Nhìn thấy 14 bóng người xông tới chém giết, Tiêu Chính Văn bất lực lắc đầu, chậm rãi bước lên phía trước, sau đó đột nhiên tăng tốc, giống như một thanh kiếm lạnh lẽo, lao thẳng lên ứng chiến. Bụp! Người hứng chịu đòn đánh đầu tiên là một đại sư võ đạo đỉnh cao, hắn bị Tiêu Chính Văn dồn lực đấm mạnh vào ngực. Khoảnh khắc đó, hai mắt của gã đó trợn tròn kinh hãi, chỉ cảm thấy vùng ngực đột nhiên trũng xuống. Miệng phun ra máu, sau đó cả người bay lên cao, đồng thời bay về phía sau hơn 10 mét, một tiếng rầm vang lên, đập vào chiếc xe bên đường. Lúc này, chiếc xe trượt khỏi chỗ đỗ 5-6 mét, phát ra tiếng chuông báo động chói tai. Sau đó, đại sư võ đạo kia ngã xuống đất, máu trong miệng không ngừng trào ra, hai mắt trợn tròn, chết tức tưởi ngay lập tức. Nhất thời, mọi người chết lặng, 13 người còn lại đứng im tại chỗ. Kinh hãi nhìn người anh em của mình ngã trong vũng máu. Một đấm. Đã có thể giết chết một đại sư võ đạo đỉnh cao. Không thể tin được. Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng được. Lúc này, 13 vị đại sư võ đạo đỉnh cao đều kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn đứng yên tại chỗ, hai tay đút túi quần. Bọn họ sợ đến mức tóc tai dựng đứng, cảnh giác nhìn Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn lại rất bình tĩnh. Ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm 13 vị cường giả võ đạo trước mặt, lạnh lùng nói tiếp theo, đến lượt tôi rồi. Tiêu Chính Văn vừa nói xong. Bóng người Tiêu Chính Văn đã biến mất tại chỗ, giống như một bóng ma. Khi anh xuất hiện lần nữa, một tiếng rầm lớn vang lên, ba đại sư võ đạo bay xa hơn chục mét, ngã xuống đất, thắt lưng gãy gập 90 độ. Cùng lúc đó, một loạt kim bạc bắn ra. Xuyên qua cổ và giữa trán của 10 vị đại sư võ đạo còn lại. Vào thời khắc đó, 10 vị đại sư đứng yên tại chỗ, như bị chúng phải thuật cố định, vẻ mặt kinh ngạc, biểu cảm cứng đờ, cả người căng cứng. Nhưng giây tiếp theo, một trận gió thổi qua. 10 người này đều ngã xuống đất, giữa trán xuất hiện chấm máu đỏ tươi chói mắt. Những cây kim châm này đã xuyên qua não của bọn họ, lập tức phá hủy dây thần kinh não. Khiến bọn họ chết ngay lập tức mà không hề đau đớn. Tiêu Chính Văn đứng sau thi thể của đám đại sư võ đạo, sắc mặt lạnh lùng, liếc nhìn bóng đêm, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Ôn Bất Lâm, đến đây xử lý đi. Ngay sau đó, Ôn Bất Lâm đã dẫn theo một đám binh lính đến. Lúc nhìn thấy xác chết trên mặt đất,
bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là khi biết được thân phận của đám người này và trạng thái chết, bọn họ càng thêm sợ hãi. Thất tuyệt thất sát này là đều là tội phạm truy nã quốc tế. Thủ đoạn tàn nhẫn, giết người không thương tiếc. Thật không ngờ, hôm nay lại chết ở đây. Đây đúng là sự kiện lớn, kinh thiên động địa. Ôn Bất Lâm nhanh chóng bảo đám thuộc hạ thu dọn 14 thi thể, sau đó đứng bên cạnh Tiêu Chính Văn, cung kính hỏi, chủ soái Tiêu, có cần tôi phái người bảo vệ an toàn cho cậu không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Ôn Bất Lâm, nói, không cần đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn quay trở lại sảnh lớn của khách sạn, tìm Khương Vi Nhan. Lúc này, bữa tiệc ở khách sạn đã gần kết thúc, Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan cũng rời đi, trở về biệt thự. Bên kia, sau khi nghe tin tức thất tuyệt thất sát đã bị giết hết, Hoàng Khắc Long và ông Ngụy ở trong bệnh viện đều sững sờ ngơ ngác. Đặc biệt là ông Ngụy, vẻ mặt kinh hãi, không thể tin được con át chủ bài của mình đều đã chết trong tay Tiêu Chính Văn. Ông Ngụy, đây là sự sắp xếp của ông sao? 14 đại sư võ đạo đỉnh cao chẳng bằng một con kiến khi ở trước mặt Tiêu Chính Văn. Đây chẳng phải là khiến hắn đánh giá thấp Dược Vương Cốc tôi sao? Hoàng Khắc Long nổi giận, quát lớn. Ông Ngụy vội vàng cúi đầu nói, cậu Hoàng, chuyện này, tôi cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại mạnh đến vậy. Hơn nữa, cậu ta thật sự dám giết người của Dược Vương Cốc. Hoàng Khắc Long nói, hừ, vậy ông nói xem bây giờ phải làm thế nào? Lẽ nào cứ để mặc tên Tiêu Chính Văn kia làm bừa sao? Cứ như vậy thì uy danh ngàn năm của Dược Vương Cốc chẳng phải là sẽ bị hủy hoại trong tay hắn sao? Ông Ngụy cũng lo lắng, trên trán đầm đìa mồ hôi lạnh, nói cậu Hoàng, cậu yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách khác. Sau khi trầm mặc một lát, ông Ngụy nói cậu Hoàng, bên cạnh cậu chẳng phải còn có hai cao thủ tông sư võ đạo sao? Hay là điều bọn họ đến Giang Trung để xử lý tên Tiêu Chính Văn đó? Để cậu ta biết rằng đắc tội với Dược Vương Cốc chúng ta không phải dễ. Nghe vậy, Hoàng Khắc Long nhíu mày, lạnh lùng nói, ông chắc chứ? Hai cao thủ tông sư võ đạo bên cạnh tôi là người do Thái Công sắp xếp để bảo vệ tôi, bình thường sẽ không ra tay. Nếu bây giờ điều bọn họ đến Giang Trung, chẳng phải là sẽ tạo ra động tĩnh lớn. Đến lúc đó, nếu thua tên Tiêu Chính Văn kia, thì Dược Vương Cốc chẳng phải mất hết mặt mũi trong tay chúng ta sao? Ông Ngụy nghe vậy, nhanh chóng nói, cậu Hoàng, đã đến nước này rồi, nếu bây giờ chúng ta không giết chết khí thế của Tiêu Chính Văn, thì cậu ta sẽ càng lớn mạnh. Hơn nữa, hai vị tông sư võ đạo bên cạnh cậu là tông sư đỉnh cao, tương đương với chủ soái thiên cấp 4 sao. Cường giả như vậy ra tay thì Tiêu Chính Văn cũng khó chống đỡ. Nghe vậy, Hoàng Khắc Long suy nghĩ một lát, đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng gật đầu nói, được. Tôi sẽ liên hệ với hai người họ. Nói xong, Hoàng Khắc Long lấy điện thoại ra gọi điện, thái độ cung kính nói, Tông Sư Tần, Tông Sư Đàm, tôi có chút chuyện cần hai vị đến Giang Trung thay tôi xử lý. Bên đầu kia điện thoại, một giọng nói trầm ổn vang lên, là vì chuyện vua Bắc Lương sao? Nghe vậy, Hoàng Khắc Long cũng không giấu giếm nữa, mà nói thẳng vào vấn đề, đúng vậy, vua Bắc Lương này quá kiêu ngạo. Hôm nay... Hắn không chỉ sỉ nhục tôi trước mặt mọi người, mà còn đe dọa nếu người của Dược Vương Cốc dám đến Giang Trung thì hắn sẽ giết hết. Thậm chí, vừa rồi, hắn còn giết cả thất tuyệt thất sát. Hai vị tông sư, đây là chuyện liên quan đến thể diện của Dược Vương Cốc, vì vậy, làm phiền hai vị đến Giang Trung, dạy cho tên vua Bắc Lương ngông cuồng đó một bài học. Nghe xong, đầu bên kia im lặng, lúc sau mới nói, tôi biết rồi, ngày mai, hai chúng tôi sẽ đến Giang Trung. Mong cậu Hoàng đợi một ngày, đợi chúng tôi đến tảng kiếm các lấy binh khí giết người trước đã. Được, được, vậy tôi ở Giang Trung chờ hai vị. Hoàng Khắc Long hưng phấn nói, sau đó cúp điện thoại, nói với ông Ngụy bên cạnh, ông Ngụy, lần này, Tiêu Chính Văn chết chắc rồi. Có hai vị tông sư ra tay, chỉ cần Tiêu Chính Văn không phải là thiên vương thì nhất định sẽ chết. Chương 839, lời nhờ vả của vua Hắc Long nhất định phải chết. Nghe thấy câu nói này, ông Ngụy không giấu nổi vẻ kích động và mừng rỡ. Thế nhưng, ông ta nhanh chóng hỏi lại, nhưng cậu ba à, Tiêu Chính Văn nổi danh ở quân đội Hoa Quốc từ rất lâu rồi, thực lực của cậu ta đã đạt tới cảnh giới Long Soái năm sao. Cách đây không lâu, khi cậu ta giết Xích Diệm Vương ở Thiên Tử Các, Long Kinh, nghe nói cậu ta đã đột phá cấp 6 sao. Nếu so về cảnh giới võ thuật thì còn cao hơn cảnh giới tông sư,
hai vị tông sư đó, liệu có thể giết nổi Tiêu Chính Văn không? Nghe vậy, Hoàng Khắc Long cười khẩy, vỗ vai ông Ngụy và nói, ông Ngụy, ông coi thường hai vị cao thủ tông sư này quá rồi. Bọn họ là hai trưởng lão của võ tông tàng kiếm các võ tông thiên về binh khí. Sở trường là sử dụng vũ khí. Hai người này phối hợp, cho dù là Long Soái năm sao cũng phải nuốt hận mà chịu trận. Chỉ cần Tiêu Chính Văn đó không phải là cường giả thiên vương, thì sáu sao có là gì chứ? Nghe những lời này, ông Ngụy mới khẽ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, vậy thì phải chúc mừng cậu ba, giết được Tiêu Chính Văn, loại bỏ một tai họa lớn cho Dược Vương Cốc chúng ta. Ha ha ha! Hoàng Khắc Long cười nhạt, trong mắt xẹt qua sự lạnh lùng. Chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn thì Khương Vi Nhan bên cạnh hắn sẽ thành của mình, mặc mình thỏa sức chơi đùa và sắp đặt. Về phần Tiêu Chính Văn, sau khi quay về biệt thự cùng Khương Vi Nhan, đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ vua Hắc Long ở chiến khu Nam Lĩnh. Trong điện thoại, vua Hắc Long nở nụ cười ngại ngùng, nói Tiêu Chính Văn, dạo này bận gì đó. Tiêu Chính Văn cau mày, hờ hững đáp lại, ông có chuyện quái gì thì nói mau lên. Tôi với vợ sắp đi ngủ rồi, giờ này ông gọi đến làm mất hứng lắm biết không? Không hiểu câu một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng à. Đầu bên kia điện thoại, vua Hắc Long bật cười, hệt như một lão thái giám, nói, vậy thì thật ngại quá, quấy rầy đêm xuân của vua Bắc Lương rồi. Là thế này, bên chỗ tôi có nhiệm vụ cần cậu giúp, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ cho toàn bộ chiến khu của cậu thông cáo khen thưởng, cậu thấy thế nào? Tốt! Điện thoại bị ngắt. Lúc này, vua Hắc Long đang ngồi trong phòng tổng chỉ huy của chiến khu Nam Lĩnh, mơ hồ khó hiểu, khóe miệng co giật, trong lòng không nén nổi lửa giận. Vua Bắc Lương chết tiệt, dám cúp máy của bản vương. Vua Hắc Long phẫn nộ, lửa giận hừng hực khắp người. Phó tướng đứng bên cạnh vội vàng nói, vương, hạ hỏa, đừng quên, ông vẫn còn việc cần vua Bắc Lương giúp đỡ. Nghe vậy, vua Hắc Long mới hít sâu một hơi, trong lòng niệm chú, không nóng giận, không nóng giận, nóng giận chính là đồ con rùa. Sau đó, ông ta lại gọi cho Tiêu Chính Văn, gượng cười nói, ây già, Tiêu Chính Văn, đừng cúp máy vội, điều kiện có thể từ từ bàn bạc mà. Vừa hay bên này tôi có một phần hồ sơ tuyệt mật liên quan đến Tiêu Long. Tôi mới lấy được từ một đám du côn có vũ trang ở biên giới bị bắt giữ gần đây, chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi một chuyện, hồ sơ này. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trên sofa ở biệt thự, hai mắt xẹt qua tia sáng, nói, hồ sơ liên quan đến ông nội tôi sao? Được, tôi đồng ý, nói đi, là chuyện gì? Mới sáng nay, tôi nhận được một nhiệm vụ từ quân đội, nói rằng đại sứ hữu nghị của nước Nắng Hạ sẽ đến thăm Hoa Quốc, vua Hắc Long nói. Đại sứ nước người ta thích thì đến thăm thôi, chẳng lẽ còn muốn đến thăm nhà tôi? Tiêu Chính Văn khó chịu nói. Đại sứ đến thăm bình thường thì không nói làm gì, cùng lắm là tôi cử ra một đội quân bảo vệ, hoặc là tôi đích thân đến bảo vệ cô ta là được, nhưng người ta không giống vậy, cô ta là con gái của quốc vương Nắng Hạ, thân phận vô cùng cao quý. Và lại tôi nghe nói, thân phận của cô ta không chỉ cao quý mà còn vô cùng nhạy cảm. Những năm qua cô ta đã tới nhiều quốc gia để tuyên truyền chủ nghĩa hòa bình của mình, hơn nữa còn đả kích mạnh mẽ một vài thế lực lớn, vì vậy cô ta đã trở thành cái gai trong mắt những thế lực này. Nếu công chúa đó xảy ra chuyện ở Hoa Quốc, vậy thì dư luận quốc tế sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Cậu cũng biết, hiện tại chúng ta và Mỹ Quốc, Hiệp hội cấp cao 9 nước bên đó đang đối chọi gay gắt. Nếu để họ nắm được nhược điểm của chúng ta thì chuyện sau này sẽ rất phiền phức. Dáng vẻ vua Hắc Long vô cùng nghiêm trọng. Thế thì sao, muốn tôi đích thân xuất trận à? Ông phái một đội quân đến không phải còn tốt hơn là một mình tôi đơn thương độc mã sao? Và lại, tôi xuất đầu lộ diện nhiều cũng không tốt lắm. Tiêu Chính Văn bất mãn nói. Ôi chao, chủ soái Tiêu, mời người khác tôi không yên tâm, chỉ khi mời cậu là bảo đảm nhất, có cậu ở đó ai đến ám sát cô ta cũng không cần phải lo. Vua Hắc Long không ngừng nịnh nọt. Ý của vua Hắc Long là, vua Bắc Lương cậu thần thông quảng đại, thiên hạ vô địch, không có kẻ nào có thể đối phó được với cậu. Được, khỏi cần tâng bốc nữa, nhiệm vụ này tôi nhận. Tiêu Chính Văn nghĩ một lát rồi nói. Tốt rồi, tôi chờ mỗi câu này của cậu. Ngoài ra tôi thiện ý nhắc nhở cậu một chút, hành động dạo này nên kín kẽ một chút. Tôi nghe nói, bên Dược Vương Cốc rất bất mãn với cậu,
hình như hiện giờ vẫn chưa kinh động đến Dược Sư Hoàng, nếu chọc đến lão già đó, cậu có khi phải chịu chút thiệt thòi đó. Vua Hắc Long nhỏ giọng nói. Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Tiêu Chính Văn thu lại nụ cười, khẽ gật đầu. Quả thực gần đây quá rêu rao rồi, như vậy đối với anh cũng không phải chuyện tốt lành gì, vì vậy lời nhắc nhở của vua Hắc Long vẫn nên nghe theo thì hơn. Được rồi, cái cô công chúa nắng hạ gì đó, khi nào đến? Tiêu Chính Văn hỏi chuyện chính. Trưa ngày kia, tới lúc đó tôi sẽ cử người đi đón, ngày mai cậu đi một chuyến đến Vân Thành ở Nam Lĩnh trước. Vua Hắc Long nói. Ngày kia, gấp vậy à, ông chắc chắn là tôi sẽ nhận lời sao, cảm thấy tôi nhất định sẽ đồng ý à? Tiêu Chính Văn phát hiện mình rơi vào bẫy của vua Hắc Long. Ha ha ha, vua Hắc Long cười sảng khoái. Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Tiêu Chính Văn cúp máy. Hôm sau, vì ngăn chặn người của Dược Vương Cốc tập kích bất ngờ, Tiêu Chính Văn sắp xếp Long Lân và Long Ngao đích thân bảo vệ sự an toàn của Khương Vi Nhan, còn anh thì đi thẳng đến Vân Thành ở Nam Lĩnh. Ngày thứ hai ở Vân Thành, chính là ngày đại sứ Nắng Hạ đã hẹn sẽ ghé thăm Hoa Quốc. Theo sự sắp xếp của vua Hắc Long, Tiêu Chính Văn theo xe của vua Hắc Long cùng đến sân bay Vân Thành. Vua Hắc Long không đi theo, công việc chủ yếu của ông ta là sắp xếp để người khác đi làm. Người đến rồi. Có người hét lên. Ở cổng phía xa có không ít người bước ra ngoài, tạo ra một trận sao động. Một vài người dân bình thường bị trận thế này thu hút, nhao nhao lấy di động ra quay video. Ôi vãi, nhiều người quá, sao lại có nhiều người nước ngoài thế nhỉ, lẽ nào đang định quay phim bom tấn ở đây à? Ôi, hình như bọn họ đang vây quanh một người, là ai vậy, e là ngay cả ngôi sao nổi nhất Hoa Quốc cũng không có nhiều người vây quanh đến vậy. Mau nhìn kìa, người đó ra rồi, trời ơi, cũng xinh đó. Theo tiếng ồn ào của đám đông, Tiêu Chính Văn cũng nhìn thấy công chúa nước Nắng Hạ đang bước ra. Tiêu Chính Văn đã gặp khá nhiều công chúa, tất cả họ đều là những người nổi bật, xuất sắc. Bọn họ diện những bộ đồ sang trọng, lộng lẫy, khắp người bao phủ bởi trang sức bằng vàng. Tuy nhiên cô công chúa trước mặt này hình như hơi khác biệt, mặc dù bị một đám người vây quanh, nhưng cách ăn mặc cũng không khác người bình thường quá nhiều. Có điều không thể không nói. Cô công chúa này có sắc đẹp khiến người khác phải kinh ngạc. Đôi mắt sâu, mũi cao đặc trưng của người nước ngoài, làn da trắng mịn, tóc gợn sóng màu vàng, dáng người mảnh mai, nói cô ta là công chúa nhưng lại càng giống ngôi sao hơn. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa cô ta và mấy ngôi sao chính là khí chất, sự cao quý của hoàng tộc toát ra từ trên người cô ta là thứ mà không một ngôi sao nữ nào có được. Người có ý chí thép như Tiêu Chính Văn cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Ngay khi công chúa nước Nắng Hạ xuất hiện, bên phía vua Hắc Long liền lập tức có người ra tiếp đón, hai bên hòa hợp giao lưu. Sau 2-3 phút công chúa Nắng Hạ và đoàn của cô ta liền đi về phía Tiêu Chính Văn, điều khiến anh bất ngờ là cô công chúa này lại ngồi cùng xe với anh. Nói một cách chính xác là ngồi ngay bên cạnh anh. Chuyện này khiến Tiêu Chính Văn cảm thấy cả người mất tự nhiên, thậm chí đang nghĩ có phải đây là do vua Hắc Long cố ý sắp đặt hay không. Hắc xì, ai đang mắng ông đó? Vua Hắc Long ở một nơi xa hắc xì một cái thật to. Có điều Tiêu Chính Văn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều, anh nhìn chăm chú về phía trước như thể bên cạnh không có ai. Công chúa Jessica cũng chú ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh, nghĩ anh ta cũng là một thành viên trong đội bảo vệ mình. Nhưng cô ta cảm thấy người đàn ông này khá đặc biệt, không nhắc đến thân phận công chúa cao quý. Chỉ dựa vào tướng mạo của bản thân cô ta thì không người đàn ông nào có thể ngồi yên được. Thật không ngờ anh ta không hề liếc nhìn cô ta dù chỉ một lần. Nếu là giả vờ, thì cũng giống quá rồi đấy. Chương 840, nỗi lòng của cô công chúa. Người đàn ông Hoa Quốc này cũng khá thú vị, Jessica nghĩ thầm. Hi, anh bạn, lần này phải nhờ cậy mọi người rồi. Tính cách Jessica hòa đồng hoạt bát. Chủ động chào hỏi Tiêu Chính Văn. Ừ, không sao. Tiêu Chính Văn gật đầu, trong lòng không chút gợn sóng. Có thể bình tĩnh như vậy sao? Giỏi, giỏi lắm. Jessica thấy Tiêu Chính Văn không có ý muốn nói chuyện, liền quay sang tự xem bài diễn thuyết. Hành trình của bọn họ là, đầu tiên tôi sẽ đích thân đi gặp gỡ cô công chúa này, rồi bắt đầu bài diễn thuyết, sau khi nói xong sẽ rời đi,
nếu nhanh có lẽ một buổi chiều là xong. Vua Hắc Long gửi tin nhắn. Tiêu Chính Văn trả lời một câu, biết rồi, sau đó bắt đầu chú tâm hơn. Mặc dù biểu hiện của Tiêu Chính Văn không nghiêm túc lắm nhưng sau khi anh gặp Jessica liền lập tức cảnh giác mọi thứ xung quanh, vì kẻ địch có thể đánh úp bất ngờ. Có điều từ sân bay tới nơi diễn thuyết, mọi thứ đều thuận lợi như vậy, xem ra đám người mà vua Hắc Long nhắc tới đã không lựa chọn ra tay trên đường. Mặc dù mọi thứ đang được diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu nhưng lực chú ý của Tiêu Chính Văn không hề bị phân tán, nếu đã nhận nhiệm vụ này vậy thì anh sẽ đảm bảo Jessica không phải chịu bất cứ tổn thương nào. Anh cũng biết nhiệm vụ lần này quan trọng như thế nào với vua Hắc Long, tuy rằng trước đó ông ta cười ha ha với mình nhưng Tiêu Chính Văn không hề ngốc. Nếu không thật sự quan trọng thì vua Hắc Long sẽ không cần phải đích thân mời anh như vậy. Đến chưa? Ôi, đây là đại học danh tiếng của Hoa Quốc à? Hoành tráng quá! Jessica xuống xe, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Đúng vậy, lần này họ tới một trường đại học nổi tiếng ở Vân Thành để diễn thuyết. Không có gì bất ngờ, dù sao đã từng có rất nhiều nhà diễn thuyết được sắp xếp tới trường đại học này. Vì bất kể lúc nào tư tưởng của sinh viên đại học cũng là quan trọng nhất. Sau khi công chúa Jessica tới, hiệu trưởng của trường đại học đã đích thân ra tiếp đón, có thể thấy người trước mặt này được coi trọng thế nào. Sau khi chào hỏi đơn giản, hiệu trưởng dẫn đầu đưa đoàn người vào hội trường, buổi diễn thuyết sẽ được tiến hành trong đó. Tiêu Chính Văn cũng đi theo đoàn người, lặng lẽ quan sát xung quanh. Hôm qua anh đã phân tích những tình huống có thể bất ngờ phát sinh. Cũng đã tổng kết lại những mốc thời gian mấu chốt. Đầu tiên là công kích bất ngờ xuất hiện trên đường đi, sau đó kẻ thù có thể sắp xếp ở một nơi nào đó, rồi lợi dụng thời điểm thích hợp để ra tay. Trên đường đi rất an toàn, còn đây là trường đại học có lẽ sẽ không có vấn đề gì, vậy nếu đối phương muốn gây bất lợi cho Jessica thì những người trong hội trường đều có khả năng. Có điều tất cả chỉ là suy đoán của Tiêu Chính Văn, tình hình có thể thay đổi trong nháy mắt. Nên lúc nào anh cũng phải cảnh giác. Này, người đàn ông Hoa Quốc, có vẻ anh rất để tâm tới sự vật trước mắt nhỉ? Jessica nói với Tiêu Chính Văn. Thực ra cô ta muốn hỏi là, tại sao anh chỉ nhìn phía trước mà không nhìn tôi? Thông thường phụ nữ xinh đẹp ở bất kỳ địa vị nào đều tò mò một điểm, đó là cô công chúa Jessica xinh đẹp ngay trước mặt mà Tiêu Chính Văn không thèm liếc nhìn. Tôi đang tác nghiệp, công chúa không cần tò mò. Tiêu Chính Văn nói. Ồ, hóa ra là thế, đúng là chuyên nghiệp. Jessica biết Tiêu Chính Văn được phái tới bảo vệ mình, để không bị bất kỳ kẻ địch nào gây thương tổn. Sau khi biết Tiêu Chính Văn đang tác nghiệp, cô ta mặc nhiên cảm thấy lính Hoa Quốc thật chuyên nghiệp, cũng không nói gì nữa, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tiêu Chính Văn ở bên cạnh. Những người khác cũng nghe hai người nói chuyện, biết điều không lên tiếng. Không phải họ nể mặt Tiêu Chính Văn. Mà là không dám nói chuyện với cô công chúa Jessica cao quý này. Nhưng trong lòng bọn họ thấy kỳ quái, tại sao công chúa lại nói chuyện với vệ sĩ này, hơn nữa còn có vẻ rất hứng thú với anh ta. Quan trọng nhất là tên vệ sĩ này còn phớt lờ công chúa. Đám người nhanh chóng vào trong hội trường. Địa điểm tổ chức là một hội trường hình vòng cung, bàn ghế được kê gọn gàng, trên bàn còn có giấy và bút để người nghe diễn thuyết có thể ghi chú lại. Bục diễn thuyết cũng rất rộng, ngoài một hàng ghế ra còn có vài cách bố trí khác. Tiêu Chính Văn nhìn những người tới nghe diễn thuyết, ngoài các lãnh đạo cấp cao ra, còn có rất nhiều phóng viên và sinh viên tới nghe. Buổi diễn thuyết này được tự do vào cửa, chỉ cần có chứng minh thư là được vào. Hơn nữa rất nhiều phóng viên tới phát sóng trực tiếp, để tiện cho những ai không đến vẫn xem được. Vì chủ đề của buổi diễn thuyết lần này rất tích cực nên người bình thường đều có thể xem được. Thậm chí nhiều phóng viên truyền hình cũng có mặt tại đây và nhiều khán giả toàn thế giới cũng đang theo dõi cô công chúa này phát biểu. Jessica có vẻ như đã tới nhiều nước diễn thuyết, dù là giới thiệu hay diễn thuyết thì như ngựa quen đường cũ, khẩu âm tiếng Anh của cô ta rất rõ ràng, lưu loát và mạch lạc. Không thể không nói người chuyên nghiệp làm việc chuyên nghiệp, Jessica rõ ràng rất giỏi trong lĩnh vực này. Bài diễn thuyết của cô ta có bố cục rõ ràng và bị gián đoạn nhiều lần bởi những tràng pháo tay từ phía khán giả. Ngay cả Tiêu Chính Văn ngồi hàng ghế đầu cũng bị công chúa cảm hóa, bất kể lúc nào những người mang năng lượng tích cực đều có thể truyền cảm hứng cho người khác. Bài diễn thuyết của Jessica liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc, mọi người vỗ tay càng nhiệt liệt.
Vỗ tay xong, hiệu trưởng bước lên bắt tay với Jessica, bày tỏ sự cảm ơn. Jessica cũng mỉm cười đáp lại, người Hoa Quốc thật ham học hỏi, còn nhiệt tình như vậy, lần sau cô ta còn muốn tiếp tục tới Hoa Quốc diễn thuyết những vấn đề khác. Tiêu Chính Văn ngồi dưới sân khấu, người ở đây căn bản không có vấn đề gì, hơn nữa bài diễn thuyết đã kết thúc, kẻ địch vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ sẽ mai phục trên đường quay lại sân bay? Không thể nào, không cần thiết. Tiêu Chính Văn âm thầm lắc đầu. Cũng có khả năng kẻ địch căn bản không hề tới, tình báo của vua Hắc Long có nhầm lẫn, lo thừa hay sao? Không phải là không có khả năng này. Tiêu Chính Văn lại thầm nghĩ. Sau đây là phân đoạn cuối cùng, là lúc đặt câu hỏi tại chỗ, thời gian là nửa tiếng, đưa flycam vào đi, hiệu trưởng nói. Theo phân đoạn được sắp xếp, các phóng viên của các nước sẽ đặt câu hỏi với Jessica, trong số đó có nhiều câu hỏi hóc búa được đặt ra, nhưng Jessica đều trả lời rõ ràng rành mạch. Vù vù vù, âm thanh trên không trung vang lên, rất nhiều flycam bay vào, chúng đã được cho phép chỉ để chụp hình lại những vấn đề được đưa ra. Buổi phỏng vấn trôi qua được hơn nửa, lúc đầu rất nhiều phóng viên và sinh viên giơ tay đặt vấn đề, nhưng sau đó nhận thấy không thể làm khó được Jessica nên số người đặt câu hỏi ít đi. Chỉ cần đợi sau khi kết thúc phân đoạn này, đưa Jessica lên máy bay là nhiệm vụ này của Tiêu Chính Văn coi như xong. Xem ra mọi chuyện đều rất thuận lợi. Tiêu Chính Văn lười biếng vươn vai, chuẩn bị rời khỏi hội trường. Nhưng vào lúc anh định đứng lên thì đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Một flycam rất lớn lượn trên không trung phía trên đỉnh đầu của Jessica, sau đó dần tiếp cận cô ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.